Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh pháp cao siêu lý nhiệm màu, trăm ngàn vạn kiếp dễ gặp đâu. Con nay nghe thấy xin trì tụng, chân nghĩa Như Lai nguyện tỏa sâu. Kính chào tất cả các đạo hữu. Sáng hôm nay là lúc 9:30 sáng ngày thứ sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014. Tại tư gia của nhà một đạo hữu thuộc thành phố Westminster, miền Nam tiểu bang California. Sáng nay, đề tài mà tôi muốn trao đổi với tất cả các đạo hữu có tên là Pháp Bồ Đề Tâm. Đây là băng video đầu tiên của một loạt 12 băng video nói về có loạt bài này có tựa đề là Ánh Sáng Chân Tâm. Vì sau băng video này là băng kế tiếp, tôi sẽ thảo luận về tánh không tự tánh. Rồi kế tiếp sẽ là thảo luận về thập nhị nhân duyên của bên tiểu thừa. Sau đó sẽ thảo luận băng video về duy thức học. Và sau đó sẽ thảo luận về chân như của Đại Thừa Khởi Tín Luận, và rồi tới Phật Tánh. Cuối cùng là sẽ tóm tắt bởi Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Đó là 6 đề tài mà tóm tắt tất cả các giáo lý quan trọng của Đức Phật, để từ chứng quả Thánh cho đến khi thành Phật. Và nó gồm gom đầy đủ lý do. Tôi muốn gom đầy đủ tất cả các băng video này vào như vậy, để sau này sẽ có, nếu mà có dịp cơ hội, có thuận duyên, thì sẽ xuất bản một quyển sách tóm tắt những cái tất cả các đề tài vào trong một quyển sách. Bởi vì hiện tại là chúng ta thấy là các sách vở, hoặc là chỉ nói chung quán luận, hoặc là nói đến thập nhị nhân duyên, hoặc là nói về duy thức học, không có cái một quyển sách mà tóm tắt chung lại những cái điểm quan trọng. Hôm nay với đề tài Bồ Đề Tâm, tại sao tôi muốn nói Pháp Bồ Đề Tâm ngày hôm nay, là bởi vì tất cả chúng ta, cái lợi ích gì khi mà các đạo hữu nghe được cái đề tài này? Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Nhưng mà tại sao cái hạnh phúc đó nó không có trường tồn và đau khổ cứ triền miên xảy ra? Chúng ta có thể đổ là lỗi là bởi vì chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si. Nhưng nếu mà chỉ giải quyết tham sân si để mà hết đau khổ, mang lại hạnh phúc, thì cũng chỉ là mới giải quyết được là thành bậc A-la-hán mà thôi. Nhưng cái Pháp Bồ Đề Tâm này mang lại lợi ích như thế nào? Không những cái Pháp Bồ Đề Tâm này diệt trừ được tham sân si, mà còn mang lại rất nhiều công đức cho các đạo hữu. Bởi vì đa số các phụ nữ lớn tuổi ở các ngôi chùa thường thường rất là thích cái việc làm gì mà mang lại nhiều phước đức, nhiều công đức. Phía nam thì rất là thích về trí tuệ, bát nhã. Do đó, cái Pháp Bồ Đề Tâm này, tôi sẽ đi một cái dàn bài của Pháp Bồ Đề Tâm như thế này. Là trước hết có hai phần. Phần thứ nhất là chưa có đi vào chi tiết. Phần thứ hai mới là đi vào chi tiết. Nội dung là bây giờ đi từng cái câu hỏi một, để mà tôi trả lời như vậy, nó có dàn bài, có thứ tự, để cho các đại hữu sẽ thu nhập được về cái điều Pháp Bồ Đề Tâm là như thế nào. Như các đạo hữu đều biết, sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, thì Đức Phật đã nhập định trong 21 ngày. Và trong 21 ngày này thì Đức Phật đã giảng về cái kinh đầu tiên là Kinh Hoa Nghiêm. Thì các vị Đại Bồ Tát hiểu được và kinh này, nhưng mà đa số là A-la-hán, thanh văn, ngay những vị đệ nhất như là Mục Kiều Liên, A-nan và những vị khác, Mục Kiều Liên và những vị khác đều không hiểu. Vì tại sao vậy? Vì trong Kinh Hoa Nghiêm này á, tất cả nội dung của Kinh Hoa Nghiêm, nếu mà chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy cái phần quan trọng là gì? Chỉ tóm tắt ở 8 chữ mà thôi của Kinh Hoa Nghiêm là Phát Bồ Đề Tâm và tu Bồ Tát Hạnh. Như vậy bốn chữ đầu,
rải rác trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy nói rất nhiều về Bồ Đề Tâm như thế nào. Còn tu Bồ Tát Hạnh thì là nói đến các địa vị của các bậc Bồ Tát tu những gì, mà cuối cùng cái Bồ Tát Hạnh được nói đến rất kỹ lưỡng ở cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng ta trả lời từng câu như thế này. Bồ Đề Tâm là gì? Chúng ta đều biết, lấy một thí dụ về Bồ Đề Tâm để cho các đạo hữu có thể quán tưởng ra được cái Bồ Đề Tâm là như thế nào. Nếu chân tâm là một ánh mặt trăng vào ban đêm, ở trên không trung là ánh mặt trăng, được gọi là chân tâm. Và nếu một cái dưới nước, cái hồ nước ở phía dưới thì được ví như là một vọng tâm. Thì Bồ Đề Tâm là đâu? Bồ Đề Tâm là ánh trăng mà ở trong chiếu vào cái hồ nước, mà chúng ta nhìn thấy được ánh trăng ở trong dòng nước, thì đó là Bồ Đề Tâm. Như vậy Bồ Đề Tâm là cái tướng và cái dụng của chân tâm. Thì đó là một cái khái niệm để cho các đại hữu nhận thức được. Bởi vì chúng ta đi thẳng tìm chân tâm trực tiếp không có, mà phải qua Bồ Đề Tâm. Do đó Bồ Đề Tâm là cái hình tướng và cái dụng diệu dụng của chân tâm, đó là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà Bồ Đề Tâm, các thầy mà các đại hữu thường nghe hay giảng là tiếng Hán thì gọi là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh. Thì thượng cầu Phật đạo là như thế nào? Thượng cầu Phật đạo tiếng Việt là mình muốn phát nguyện thành Phật. Tại sao mình muốn phát nguyện thành Phật? Là bởi vì chỉ có Phật mới có đủ năng lực để độ chúng sanh thành Phật như các ngài. Lấy lý do như là Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Các đạo hữu vừa mới vô tập tụng Kinh Pháp Hoa, các đạo hữu sẽ thấy là trong phẩm số 2 Đức Phật nói là chư Phật tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Có nghĩa là hướng dẫn tất cả chúng ta đều trở thành Phật như Phật Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là lý do tại sao mà Bồ Đề Tâm là cái bước đầu tiên. Là vì Bồ Đề Tâm có hai cách. Một cái là phát nguyện Bồ Đề Tâm, và cách thứ hai là phải thực hành Bồ Đề Tâm. Đó. Bây giờ đó là cái ý niệm về Bồ Đề Tâm như vậy. Và câu hỏi kế tiếp là cái nguyên thủy từ khi nào mà cái lý tưởng của Bồ Đề Tâm xuất hiện ở trong giáo lý của Đức Phật. Thì hồi nãy tôi có trả lời là cái đầu tiên là cái của Kinh Hoa Nghiêm là nói về Bồ Đề Tâm. Và Đức Phật nói gì ở trong Kinh Hoa Nghiêm về Bồ Đề Tâm? Tôi sẽ đi vào chi tiết ở phần số 2, trích dẫn những cái mà quan trọng từ Bồ Đề Tâm, nhất là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, làm sao dẫn Bồ Đề Tâm. Nhưng mà đại khái là nhờ phát tâm đại bi trước, bình đẳng với chúng sanh, thì bắt đầu mới dẫn đến được Bồ Đề Tâm. Và bây giờ hãy cho thí dụ về cái hành động của Đức Phật mà về Bồ Đề Tâm. Cái điều này là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ rất lớn, là khi Đức Phật Thích Ca, ngài vào năm đó là năm 29 tuổi, tức là ngài lập gia đình được khoảng 10 năm. Lúc đó ngài đã có vợ và là một công chúa xinh đẹp và con ngoan. Thì năm 29 tuổi, sau khi mà ra khỏi thành, nhìn thấy bốn cái tướng trạng của sanh, lão, bệnh và tử, thì ngài xúc động nổi lên tâm đại bi và phát tâm Bồ Đề là ngài phải đi tìm được một con đường để mà giải thoát cho tất cả chúng sanh khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Cái điều đặc biệt ở nơi ngài là như thế nào? Chúng ta thử nghĩ coi, đối với cuộc sống hiện tại của chúng ta, là chúng ta rất khó mà thoát khỏi danh và lợi. Mà danh và lợi thì ở chỗ nào? Ở trong cái cõi dục giới này có 5 điều về danh và lợi mà rất ít người thoát ra khỏi được để mà tìm một con đường thành Phật. Đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài là tiền, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, thực là món ăn ngon và thùy là ngủ.
chúng ta hãy thử thấy áp dụng năm cái điều này vào trong cuộc đời của Đức Phật lúc Ngài 29 tuổi để mới thấy cái sự vĩ đại của Ngài như thế nào khi mà Ngài quyết định xuất gia, bỏ lại vợ con. Thành ra đó, chúng ta đầu tiên là về tiền bạc. Ngài đã có đầy đủ tiền bạc bởi vì Ngài là một vị thái tử, thì tiền bạc có rất là đầy đủ. Thứ nhì là về sắc, thì là Ngài có vợ rất là xinh đẹp, con rất lúc đó là 10 con lúc đó rất là ngoan, đó là về sắc. Thứ ba, danh là Ngài nổi tiếng khắp nước và tương lai Ngài có thể là một vị vua, là danh. Thực thì chúng ta thử nghĩ coi, Ngài có món ăn đầy đủ ngon lành, cao lương mỹ vị hàng ngày được cung cấp ăn uống như vậy. Và cuối cùng nói về thùy là hủ, Đức vua cha của Ngài đã cho Ngài nào là cung điện mà mùa đông, cung điện mùa hè, mà Ngài có đến nhiều cung điện như vậy, cái chỗ ngủ thì sang trọng ấm áp. Thế mà năm cái điều đó mà Ngài dám từ bỏ tất cả năm điều đó để mà Ngài đi xuất gia. Thử hỏi trong chúng ta, nhìn lại trong chúng ta, có ai thực sự mà dám làm năm điều đó nếu mà chúng ta có được cơ hội như Ngài không? Thì cái điều đó muốn nói lên là cái bồ đề tâm của Ngài nó vĩ đại đến mức độ mà phải cứu chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử, là cái khổ mà Ngài đã nhận thấy. Mà cái khổ đó bắt đầu Ngài xuất gia, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy cái bồ đề tâm là bằng hành động. Ngài là một tấm gương cho chúng ta về bồ phát bồ đề tâm như thế nào. Bây giờ cái kế tiếp là phần về phần đầu tiên tôi đã nói về định nghĩa của bồ đề tâm, tôi đã nói về sự gọi là nguyên thủy của bồ đề tâm. Bây giờ phần C là phần tiến hóa của bồ đề tâm. Bồ đề tâm được nhắc đến như thế nào ở trong các truyền thống của Phật giáo? Đầu tiên chúng ta hãy nói đến tiểu thừa, tức là Theravada hay là Hinaya, hay là dùng danh từ là bên phía Nam Tông, hay là Nguyên Thủy. Theo Ngài Đức Đạt Đạt Ma thì 37 phẩm trợ đạo của bên Kinh A Hàm thì có nói đến, trong đó có phần tứ chánh cần, thì có nói đến là nếu mà chúng ta đã làm điều lành rồi thì chúng ta phải tiếp tục làm điều lành. Đó, thì đó là cái mà một phần là cái tâm đại bi, tức là làm việc thiện để giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh khác. Và cái điểm khác mà kinh này có nói đến là gì? Bên nguyên kinh của bên Nguyên Thủy Nam Tông thì có nói đến 10 ba la mật. Thì trong 10 ba la mật đó cũng có một hay hai ba la mật nói về cái tâm đại bi, từ bi hỷ xả. Đó là bên Nguyên Thủy nói, nó chưa được có chiều rộng và chiều sâu như là bên đại thừa chúng ta, nhưng mà có nhắc đến một cách sơ như vậy. Và chúng ta phải nghĩ thế này, là bên cái truyền thống của bên Nguyên Thủy đó cũng có cái cương vị Bồ Tát, nhưng mà rất ít các vị mà đi theo phái Nguyên Thủy họ muốn trực tiếp thành tu học để thành A-la-hán. Chứ sau khi A-la-hán xong, họ có thể họ đi lựa con đường, họ không ở trong Niết Bàn mà họ lựa con đường Bồ Tát, thì họ phải trải qua vô lượng vô số kiếp như mới thành Phật, như là đó là trong cái truyền thống của bên Nguyên Thủy. Cái truyền thống thứ hai mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm nói đến là truyền thống gì? Đó là truyền thống về Trung Quán Luận. Nếu chúng ta đọc trực tiếp về Trung Quán Luận thì chúng ta mới thấy rằng là bên Trung Quán Luận đó, sách Trung Quán Luận thì chúng ta thấy là không hề nhắc đến Bồ Đề Tâm, mà chỉ tập trung nói về tánh không và tự tánh mà thôi, nếu chúng ta đọc kỹ tất cả các bài kệ của Trung Quán Luận. Nhưng chút nữa tôi sẽ nói đến cái thành phần Trung Quán Luận mà theo phía Mật Tông họ nghĩ như thế nào về Bồ Đề Tâm. Bây giờ nói về Duy Thức Học. Duy Thức Học thì tôi đọc qua sách Duy Thức Học thì tôi thấy là Duy Thức Học có nói đến chủng tử của Đại Thừa, là bởi vì đối với lại Duy Thức Học thì chúng ta huân tập vào tạng thức chúng ta những chủng tử,
Mà nếu chúng ta thực hiện Bồ Tát hạnh, tức là thực hiện Bồ Đề Tâm, thì chúng ta sẽ huân tập những chủng từ đó nằm trong tạng thức chúng ta. Huân tập càng nhiều chủng từ thì một lúc nào đó chủng từ sẽ biến ra thành tướng. Và chúng ta, những cái vị mà tu Bồ Tát hạnh và trở thành Bồ Tát, họ sẽ nhìn thấy một thế giới này là một thế giới rất là đẹp đẽ, là một đầy ánh sáng hào quang. Như Ngài Hư Vân cũng có thấy như vậy. Ngài là một vị thiền sư ở bên phía Trung Hoa mà Ngài cũng thấy như vậy. Bây giờ cái kế tiếp là Bồ Đề Tâm, là nói về pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì chúng ta để ý kỹ. Pháp môn tịnh độ có một quyển sách rất là hay. Nếu những người các bác mà lớn tuổi hay tụng niệm Phật đó, thì pháp môn tịnh độ có nói đến gọi là Kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta mở ra cái tám, cũng tóm tắt bằng 8 chữ, thay vì như Kinh Hoa Nghiêm nói là phát Bồ Đề Tâm mà tu Bồ Tát hạnh, thì Kinh Vô Lượng Thọ có nói là phát Bồ Đề Tâm mà nhất hướng chuyên niệm. Bởi vì theo Kinh Vô Lượng Thọ, được vãng sanh hay không là do phát Bồ Đề Tâm. Đây là lời dịch của Ngài, gọi là một vị tổ là Ngẫu Ích Đại Sư tổ thứ 9. Ngài có thể được coi là hóa thân của A Di Đà Phật. Trong cái quyển kinh A Di Đà Yếu Giải, Ngài có nói là tín và nguyện của bên tịnh độ, tín và nguyện tức chính là phát Bồ Đề Tâm đó, và hạnh tức là nhất hướng chuyên niệm. Do đó chúng ta thấy là Kinh Vô Lượng Thọ đó có nói đến cái phát Bồ Đề Tâm là phải nguyện vãng sanh và có cực lạc Phật A Di Đà thì mới là phát Bồ Đề Tâm. Lý do tại sao mà vãng sanh về cõi cực lạc Phật A Di Đà là phát Bồ Đề Tâm? Bởi vì khi chúng ta phát nguyện vãng sanh về cõi cực lạc Phật A Di Đà, chúng ta sẽ được tu học và một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành Phật để mà độ chúng sanh. Thì điều đó có nghĩa là phát Bồ Đề Tâm, thành Phật để độ chúng sanh. Bây giờ nói về cái tông phái kế tiếp là tông phái về thiền. Cái này nói về tông phái của Tổ Sư Thiền bên Trung Hoa. Thì chúng ta thấy là Tổ Sư Thiền bên Trung Hoa thì đa số nói là không cần văn tự mà trực chỉ về tâm thì kiến tánh thành Phật. Lý do tại sao mà bên Trung Hoa đó họ không có cần văn tự, họ không có kinh điển, là bởi vì có một thời kỳ, nếu các đại hữu nghiên cứu về lịch sử của Trung Hoa, có một vị vua đã đốt hết tất cả kinh sách của Trung Hoa. Do đó cái sau thời kỳ mà vị vua này bị lật đổ thì kinh sách không còn nữa. Do đó cái thời đó là cái thời mà thiền phái về thiền rất là mạnh ở Trung Hoa, lúc đó không có sách vở. Do đó họ mới dùng cái không có sách vở đó mà họ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh, minh tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà có một vị thiền sư này rất là nổi tiếng, gọi là thiền sư Khuê Phong. Ngài là tổ sư thiền của hệ phái Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Mà các đại hữu biết tại sao mà Ngài vị tổ sư thiền này lại giác ngộ không? Điều này rất là lạ lùng. Ngài là thuộc về Lục Tổ Huệ Năng, thế mà trong một lúc, trong một bữa, Ngài đọc cái quyển gọi là Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác, Ngài đọc vài trang thì tự nhiên Ngài giác ngộ. Thì như vậy là nhờ có kinh mà Ngài giác ngộ, mà trong khi Ngài là tổ sư thiền của Lục Tổ Huệ Năng. Điều này để cho chúng ta thấy là như thế nào, chúng ta phải tìm hiểu những cái thành công của các vị tổ sư để chúng ta biết như thế nào. Thì Ngài đã dành chọn một đời của Ngài. Khi mà Ngài ra đi thì Ngài đã để lại một quyển sách gọi là Bình Luận về Kinh Viên Giác, gọi là Viên Giác Sớ Sao của Ngài Khuê Phong. Ngoài vì là vị tổ sư của Ngài, quan điểm như thế này, Ngài quan điểm là nếu mà tu theo tổ sư thiền, tức là tu thiền của Ngài Huệ Năng, thì cái đầu tiên là chúng ta ngộ. Ngộ xong rồi cũng phải tu khoảng 20 năm tu về Bồ Tát hạnh thì bắt đầu mới gọi là trở thành giác. Đây là quan điểm của vị tổ sư của hệ phái Ngài Huệ Năng mà tổ sư. Rồi Ngài cũng lại là tổ sư của hệ phái Kinh Hoa Nghiêm. Ngài là tổ thứ 5 của hệ phái Kinh Hoa Nghiêm. Do đó dưới mắt Ngài đó, một hai cái kinh khác mà chúng ta cần để ý ngoài Kinh Viên Giác mà sự giác ngộ của Ngài đó là gì? Đó là Đại Thừa Khởi Tín Luận nói về chân như, và Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đây là cái
một vị tổ sư bên thiền, tổ sư của Hoa Nghiêm, mà phải khen phẩm của Huệ Năng Viện của bên Tịnh Độ, thì các đại hữu mới biết như thế nào là Tịnh Độ rất là cao cấp, chứ không phải là giản dị là chỉ có niệm A Di Đà Phật dễ dàng như vậy đâu. Bởi vì nếu chúng ta nghiên cứu phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chắc nữa tôi sẽ đi vào cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cái phần thực hành của Bồ Đề Tâm của bên phái Tịnh Độ, cũng là tông Hoa Nghiêm. Bây giờ cái kế tiếp là hệ phái về gì? Hệ phái về Mật Tông. Hệ phái Mật Tông nghĩ gì về Bồ Đề Tâm? Có thể nói là bên hệ phái Mật Tông, chúng ta Việt Nam bây giờ rất là thành phần giới trẻ và thành phần trí thức, cỡ khoảng tuổi trung niên 40 tuổi, 50 tuổi đều theo Mật Tông rất là nhiều. Mà đa số là theo Mật Tông là theo cái phái Mũ Vàng của Ngài Đà La Lạt Ma. Nhưng mà tất cả 4 năm hệ phái của Mật Tông Tây Tạng đều nhấn mạnh đến Bồ Đề Tâm. Mà hai vị mà rất là nổi tiếng với Mật Tông mà tất cả đạo các đạo hữu Việt Nam đều biết đến, đó là Ngài Atisha. Ngài Atisha là người sáng lập ra cái hệ phái Mũ Vàng. Thì Ngài mới vào, Ngài đã đi, Ngài đã xuất gia, Ngài tu học mấy chục năm, Ngài đã đắc được tánh không bát nhã. Thế mà Ngài phải qua bên Nam Dương học với ba vị thầy để đạt được cái Bồ Đề Tâm. Ngài thực hành 12 năm, Ngài mới đạt được Bồ Đề Tâm. Và Ngài trở về lúc mà Ngài khoảng 50 tuổi, bắt đầu Ngài mới đem cái giáo lý để mà dạy cho phái Mũ Vàng. Thì điều đó cho thấy là cái kinh nghiệm của Ngài, chúng ta thấy là Ngài đã chứng được tánh không bát nhã trước, rồi sau đó Ngài mới học thêm 12 năm về cái Bồ Đề Tâm, là cái Bồ Đề Tâm. Thì đủ biết Bồ Đề Tâm quan trọng như thế nào. Bây giờ cái vị thứ hai mà chúng ta biết đến là Ngài gì? Ngài Shantideva, mà chúng ta tất cả người Việt Nam đều biết có cái quyển gọi là Bồ Tát Hạnh. Trong đó Ngài hướng dẫn về phát Bồ Đề Tâm như thế nào, sám hối như thế nào, và thực hiện hạnh Bồ Đề Tâm qua lục độ Bà La Mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Rồi, cái Ngài Shantideva này đó, đó là hệ phái của Mật Tông. Nhưng mà rồi có một cái số chung, cái thành phần trung quán của bên cái gọi là trong cái quyển Bồ Tát Hạnh này đó, Ngài Shantideva viết đó là hệ phái trung quán đó, của bên Tây Tạng đó, thì quan điểm hơi khác cái trung quán của bên Trung Hoa. Vì trong quyển sách của Ngài Bồ Tát Hạnh này có viết như thế này là: nếu mà tánh không như vậy thì chúng sanh đều là huyện, như vậy thì lấy đâu người đâu để mà độ, và chúng sanh là huyện thì độ như thế nào, làm sao có kết quả. Chúng ta phải biết như thế này, giáo lý của Đức Phật đối với Trung Mật Tông Tây Tạng, Bồ Đề Tâm có hai phần, là phần về tương đối và phần Bồ Đề Tâm Phật tuyệt đối. Bồ Đề Tâm tương đối là gì? Theo tiếng mà bên Tiểu Thừa Nguyên Thủy thì là nói về là tục đế. Còn Bồ Đề Tâm tuyệt đối theo Mật Tông Tây Tạng thì đối với phía Nguyên Thủy Tiểu Thừa Nam Tông thì gọi là chân đế. Do đó tôi muốn dùng tất cả những danh từ mà quý vị đã, dù là tăng ni hay các Phật tử, đều đã quen thuộc của các hệ phái: chân đế, tục đế, tiếng Anh là The Two Truths. Nếu mà quý vị cũng kiếm quyển sách đọc như vậy. Thì bởi vì á, có một, tại sao mà chúng ta cần phải chân đế và tục đế như thế này, là bởi vì á, có một câu chuyện, có một vị vua muốn tìm hiểu về chân tâm, tức là Ngài muốn đi thẳng vô chân đế. Ngài mời một vị thiền sư Trung Hoa đến. Thiền sư này là thiền sư rất giỏi. Thiền sư vô, thiền sư bắt đầu giảng ngay đi thẳng vào chân đế, tức là thiền sư đi giảng về tánh không, tự tánh. Thì Ngài vừa giảng xong thì Đức Vua chặt đầu cái vị thiền sư đó ngay lập tức, bởi vì Ngài không hiểu nổi. Và Ngài chặt đầu vị thiền sư đó. Sau đó Ngài nghe đồn là có một vị thiền sư khác, Ngài cũng mời đến. Thì thay vì đi thẳng vào chân đế, vị thiền sư này bước vào tục đế. Có nghĩa là trước, đối với Tây Tạng là trước khi mà vào được Bồ Đề Tâm tuyệt đối thì chúng ta phải có Bồ Đề Tâm tương đối.
Do đó vị thiền sư này đã bắt đầu bằng gì, các đạo hữu biết sao không? Vị thiền sư này đã giảng về thập nhị nhân duyên. Đó, để giảng, sau đó giảng như vậy, giảng cho sâu rồi bắt đầu giảng trong vòng 20 năm, cứ giảng đi giảng lại thập nhị nhân duyên. Giảng xong thì bắt đầu mới nhảy vô gọi là giảng về tánh không của Bát Nhã Tâm Kinh. Thì Đức Vua khi hiểu ra sau 20 năm, Đức Vua hối hận là mình đã chém đầu cái vị thiền sư kia. Thì chúng ta nhìn thấy Đức Phật, Đức Phật cũng phải giảng về thập nhị nhân duyên trước, là 12 nhân duyên. Mà thật ra tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên đứng ở chiều ngang, thì tứ diệu đế là thập nhị nhân duyên ở chiều ngang, còn chiều dọc là thập nhị nhân duyên mà chúng ta biết. Do đó bây giờ cái Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Rồi bây giờ đó, các đạo hữu thấy rằng là Bồ Đề Tâm tương đối là gì? Chút nữa tôi sẽ đi vào Bồ Đề Tâm tương đối, Bồ Đề Tâm tuyệt đối của bên Tây Tạng luôn, khi mà đi phần thứ hai là phần chi tiết. Bây giờ cái cuối cùng là phần Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói về Bồ Đề Tâm như thế nào? Ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cái phần cuối. Tôi đêm qua tôi đọc lại rất kỹ phẩm Nhập Pháp Giới, là cái phẩm quan trọng nhất của cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm là gồm có ý nghĩa là gì? Tín, giải, hạnh và chứng. Rồi những cái quan điểm khác của Kinh Hoa Nghiêm cũng rất là hay, như là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, lý vô ngại, sự vô ngại. Một là tất cả là một. Do đó Hoa Nghiêm đó, mà Hoa Nghiêm trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói với Bồ Đề Tâm rất nhiều, như là cái phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức. À, nói đến công đức khi mà phát Bồ Đề Tâm thì được những gì. Rồi có phẩm Tịnh Hạnh ha, để nói đến cái việc thực hành cái Bồ Đề Tâm như thế nào. Rồi trong phẩm Nhập Pháp Giới thì khi mà Thiện Đại Đồng Tử trước khi cuối cùng là gặp Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì nói đến cái thực hiện hạnh của Bồ Đề Tâm. Thì Ngài gặp Thiện Đại Đồng Tử là một vị Bồ Tát Sơ Địa. Nếu mà các đạo hữu đọc kỹ cái phẩm Nhập Pháp Giới, các đạo hữu biết Thiện Đại Đồng Tử là một vị Bồ Tát Sơ Địa, là bậc thứ 41 trên 51 để mà thành Phật. 51 là thành Phật, mà Thiện Đại Đồng Tử là số 41. Thì Thiện Đại Đồng Tử có gặp Bồ Tát Di Lặc. Thì Bồ Tát Di Lặc có nói rất kỹ nguyên cái phần thuyết giảng của Bồ Tát Di Lặc đều nói về là Bồ Đề Tâm hết. Đó là cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các đạo hữu về các môn phái như vậy. Bây giờ câu phần D là rất hãy cho những cái thí dụ rất đơn giản về Bồ Đề Tâm thực hành bởi những cái truyền thống kể trên. Thứ nhất, nói về thực hành Bồ Đề Tâm bởi nhà sư. Các đạo hữu có biết tại sao mà các vị xuất gia tu hành tiến rất là nhanh không? Cái lý thuyết là ngoài cái một số thời giờ mà các vị tăng ni tu hành, nhưng mà cái điều này tôi khám phá được ra là bởi vì là các đạo hữu biết là cái phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm có đến vài trăm bài kệ, mà tất cả chúng tôi khi bắt đầu được thực tập xuất gia, trước khi được thọ giới xuất gia, thì chúng tôi phải học thuộc để mà qua một cuộc trắc nghiệm trước khi mới được thọ giới xuất gia. Thì vừa mở mắt ra là đã phải tập tụng bài kệ 4 câu, đi đánh răng cũng phải đọc tụng một bài kệ 4 câu, lau mặt cũng phải đọc tụng một bài kệ 4 câu, xong rồi đi ra ngoài chánh điện để mà tụng kinh, ngồi xuống cũng phải đọc tụng bài kệ 4 câu, đi ra ngoài đến phòng ăn cũng phải đọc tụng bài kệ 4 câu. Có nghĩa là các đại hữu thấy là suốt trong cái thời gian mà thức giấc, một ngày ngủ 4-5 tiếng, còn lại 18-19 tiếng, từng hành động một đều phải đọc một bài kệ 4 câu cho từng cái hành động của suốt 18-19 tiếng đó. Và bài kệ 4 câu nó nói cái gì? Các đại hữu thầy vô Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh, để các đại hữu mới thấy cái đó là gì? Cái đó là phát Bồ Đề Tâm của Tăng và Ni. Tôi lấy một ví dụ. Khi mà đi vô cầu tiêu thì chúng tôi phải đọc là đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ đạo pháp. Có nghĩa là gì? Khi mà đi tiểu thì chúng ta phải nguyện cho chúng sanh là gì? Nguyện cho chúng sanh được diệt trừ tham sân và si. Các đại hữu thấy chưa? Thành ra bất cứ
cứ bốn câu kệ nào cũng là đều nguyện cho chúng sanh, nguyện cho chúng sanh. Những cái câu khác là nguyện cho chúng sanh được có mắt trí huệ, nguyện chúng sanh được đắc quả Phật, nguyện chúng sanh không còn đau khổ, nguyện cho chúng sanh tâm thanh tịnh, nguyện. Cái nào cũng nguyện rất là quan trọng. Thì cái bồ đề tâm là gì? Cái bồ đề tâm là phát nguyện. Do đó khi tu hành các đạo hữu phải rất cẩn thận là phát nguyện là cái đầu tiên. Nhưng cho nên hàng ngày chúng tôi đã phát nguyện lại, lập đi lập lại 19 tiếng đồng hồ mỗi ngày như vậy trong vài chục năm, thì các đại hữu thấy tâm của các tăng ni nó chuyển biến như thế nào. Nếu mà thực sự thực hành được những cái lời phát nguyện, không phải là phát nguyện bằng cái miệng mà phải thực hành. Tại vì bồ đề tâm tôi nói rồi là có hai phần. Bồ đề tâm là phát bồ đề tâm, tức là phát nguyện mới là cái bước đầu tiên mà thôi. Mà sau đó phải thực hành cái nguyện đó bằng hành động. Bằng hành động gì? Bằng hành động lục độ ba la mật là tôi vừa nói: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hoặc là thực hành bồ đề tâm bằng phổ hiền hạnh nguyện là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thành Phật chúng thế, thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng. Thì các đại hữu thấy là thực hành bồ đề tâm bằng cái lục độ ba la mật hoặc là phổ hiền đại nguyện nó không phải dễ. Một vị Bồ Tát mới làm nổi cái 6 cái điều đó. Chúng ta làm được, bố thí được, nhưng mà chúng ta chưa phải là bố thí ba la mật. Chốc nữa tôi sẽ chỉ quý vị làm sao mà bố thí ba la mật mới là thực hiện hạnh Bồ Tát, thực hiện hạnh bồ đề tâm sau khi chúng ta đã phát nguyện. Các đại hữu biết thế này không? Các đại hữu, tôi có khuyên một cái cô bác sĩ ở đây là phải phát nguyện, mà cô ta không chịu phát nguyện theo bốn câu mà bồ đề tâm là: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, và Phật đạo vô thượng thể nguyện hành. Cô ta tự phát nguyện theo cái ý nghĩ với khả năng của cô ta, là cô ta muốn nói là cô ta là trợ giúp tất cả các Bồ Tát. Thì đó là tùy theo các đạo hữu phát nguyện thế nào. Nhưng mà cái làm sao mà xúc cảm. Nhưng mà bây giờ trở lại là các đạo hữu thấy cái chuyện đó không, là thực hành bởi bồ đề tâm, bởi các nhà sư. Có điểm này nữa là các nhà sư và tăng và ni, tôi thấy ở vùng Nam Cali này có một cái vị sư cô, cô nói là cô thực hiện phổ hiền hạnh, là cô đi về Việt Nam, cô chẩn mạch và đi cho cứu trợ người Việt Nam bằng nghèo đói, phát gạo với lại gì. Đó có phải là bồ đề tâm không? Chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết số 2 sau đó, những cái điểm mà cái cô này là có phải bồ đề tâm hay không. Bây giờ tới phiên bồ đề tâm thực hành bởi chúng sanh. Các đạo hữu khi đi chùa, các đạo hữu tôi thấy ngồi buổi lễ nào cũng vậy hết. Chấm dứt buổi lễ thì các đạo hữu thường tụng câu như thế này: tự quy Phật, xin đưa nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát tâm vô thượng. Có nghĩa rồi, tự quy pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Xong rồi tự quy tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng mà nhất thế vô ngại. Thì các đạo hữu thấy sao? Ba câu đó mà các đạo hữu tụng mỗi ngày sau mỗi chủ nhật ở tất cả các ngôi chùa Việt Nam, các đạo hữu từng tụng cái phần cuối của bất cứ buổi lễ nào ở các chùa, các đạo hữu biết ba câu này từ đâu mà ra? Ba câu này là cái câu từ cái phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm mà tôi vừa mới nói với các đạo hữu. Tức là cái phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm đã nói về phương pháp thực phát nguyện của bồ đề tâm cho cả tăng ni và cho cả cư sĩ tại gia. Các đại hữu thấy không? Thành ra các đại hữu phải thấy các tổ sư rất là khôn ngoan và có trí tuệ. Tóm tắt một số nào của kinh điển hay rồi đem biến thành cái nghi lễ hàng ngày để các đại hữu tụng. Thành ra các đại hữu thấy, do đó các đại hữu ở nhà hoặc các đại hữu đi chùa thì mỗi khi các vị hữu tụng cái câu tự quy Phật thì các đại hữu cũng giống như là các đạo hữu đã thực hiện việc phát nguyện bồ đề tâm. Phải phát nguyện mỗi ngày, mỗi buổi sáng. Do đó như tôi hàng ngày mỗi buổi sáng, các đạo hữu biết tôi làm gì không? Mỗi buổi sáng tôi đều phát bồ đề tâm bằng cách tôi tụng phẩm số 6 của Kinh Vô Lượng Thọ, là phát 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Là bởi vì theo ngày Tổ sư Ngẫu Ích Cài nói đó, muốn vãng sanh cực lạc phải có tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật và hạnh như hạnh Phật. Thì tôi hiểu, theo tôi hiểu có nghĩa là tôi phải phát nguyện 48 đại nguyện của phẩm số 6 như Kinh Vô Lượng Thọ và thực hành được. Là bởi vì trong 48 đại nguyện, các đại hữu biết tại sao cái hay của bên tịnh độ không?
có một vị giáo sư đại học Hawaii về tôn giáo đã phân tách 48 đại nguyện này và nói là đọc kỹ lại từng 48 đại nguyện này thì là gì? Là muốn nói đến cái lý thuyết của duyên khởi, của 12 nhân duyên. Là bởi vì cái duyên khởi như thế nào? Là nếu mà pháp tạng tỳ kheo mà không, nếu mà muốn thành Phật thì tất cả chúng sanh đều thành Phật như thế Ngài. Có nghĩa là duyên khởi tùy thuộc lẫn nhau, thì đủ biết là cái tâm đại bi của Ngài đến mức độ nào và Bồ Đề tâm Ngài mới đến độ nào. Thì do đó thì chúng ta tụng, chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó được không? Thành ra đó là cái điểm mà như vậy. Còn về hạnh Phật là hạnh như thế này, là phổ hiền hạnh nguyện. Tôi thực hiện, tôi tụng phổ hiền hạnh nguyện và tôi thực hiện như vậy. Đó là tôi tu hàng ngày, là tôi phát nguyện Bồ Đề tâm bằng nguyện Phật, hạnh Phật và tâm Phật. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là lợi ích gì cho xã hội trong đời sống hàng ngày của chúng ta khi mà phát Bồ Đề tâm và thực hiện Bồ Đề tâm? Cái lợi ích như thế nào? Các đạo hữu thấy lợi ích là chúng ta thấy như là những tấm gương rực sáng ở trong xã hội, cái lịch sử của thế giới. Chúng ta thấy cái lợi ích những người như thế nào, của những vị mà gọi là Bồ Tát mà phát Bồ Đề tâm để mà cứu độ chúng sanh. Thế giới ví dụ như là Sơ Teresa. Tại sao Sơ Teresa được gọi là một người phát Bồ Đề tâm và thực hiện hành Bồ Đề tâm? Sơ Teresa là một người Ý, sinh ra một gia đình trung lưu, trở thành một vị sơ bên Thiên Chúa giáo, tức là Công giáo. Ngài đã tìm đến thành phố Bombay của Ấn Độ và Ngài đã sống với những người cùi, người hủi để mà gọi là chăm sóc cho họ. Ngài không có sợ mà Ngài dám nắm tay Ngài và những người cùi, người hủi. Chúng ta có ai làm được chuyện đó? Ngài không sợ bị mắc bệnh lây, cùi, hủi, chứ chúng ta sợ không ai dám làm chuyện đó. Và Ngài săn sóc bởi vì Ngài nói tại sao Ngài phát được Bồ Đề tâm. Mà hạnh Bồ Đề tâm là bởi vì Ngài nhìn thấy nơi mắt của mỗi chúng sanh là đôi mắt của Chúa. Hình ảnh của mỗi chúng sanh là hình ảnh của Chúa, do đó Ngài mới phục vụ. Thì đó là một tấm gương rất là sáng, cho nên Ngài mới thắng được giải Nobel Hòa Bình. Đó là một tấm gương sáng. Bây giờ đó là nói về bên tôn giáo, mang lại lợi ích cho không biết bao nhiêu chúng sanh của xứ Ấn Độ vì một hành động phát Bồ Đề tâm và thực hiện hạnh Bồ Đề tâm. Bởi một cá nhân, một cá nhân có thể chuyển đổi một xã hội. Đó là Sơ Thảo Y Sa, đó là lợi ích cho xã hội. Chúng ta hãy nhìn Martin Luther King, Ngài Martin Luther King của nước Mỹ. Nếu không có hành động phát Bồ Đề tâm để mà cứu tất cả chúng sanh, mang lại sự bình đẳng cho tất cả các giống dân ở nước Mỹ này, bao gồm cả chúng ta là người Á Đông, thì làm sao mà chúng ta thời nay cái lợi ích nó kéo dài cả từ năm 64 đến giờ, từ khi có đạo luật bình đẳng của nước Mỹ đến giờ là trên 50 năm. Cái lợi ích không biết bao nhiêu mà kể cho các giống dân Mỹ, giống dân Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, giống dân Mexico. Các đại hữu thấy một cái hành động của một người phát Bồ Đề tâm như Ngài Martin Luther King mà thực hiện hành Bồ Đề tâm gian khổ đến nó bị bắn chết, mà nhờ vậy cái lợi ích nó kéo dài đến 50 năm, chỉ một cá nhân phát Bồ Đề tâm và thực hiện hành Bồ Đề tâm mà lợi ích cho đất nước Mỹ này nói chung và mang lại sự bình đẳng tương đối nói riêng cho tất cả chúng ta. Người Việt chúng ta thành công ở Mỹ, chúng ta đi làm kỹ sư lương cũng 200-300 ngàn. Như vậy thì các đại hữu thấy là chức vụ cũng cao, cũng chỉ huy cả 100 người Mỹ. Người Á Đông chúng ta rồi bây giờ cũng làm thị trưởng như thành phố Westminster này, và rồi chức vụ cao ở các nước khác. Tại sao làm được như vậy? Các đại hữu thấy không? Có phải là nếu không nhờ công ơn, công đức của Ngài Martin Luther King, đó là một vị Bồ Tát hóa thân. Đó là một vị Bồ Tát hóa thân vĩ đại ở cái điểm đó, đó là Martin Luther King. Rồi chúng ta nhìn thấy cái sự lợi ích, nhìn như là nước South Africa, có Ngài Nelson Mandela cũng là một vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Tát Bồ Đề Tâm để mà mang lại cho xứ Africa không còn bị một thiểu số là da trắng mà cai trị, mà hành động như vậy để mà lợi ích cho cá nhân mà mang lại sự bình đẳng đến nước South Africa. Đó là những hình ảnh, hoặc là các đại hữu thấy như là xứ Ba Lan ngày xưa, năm 1989, gần nhất là xứ Ba Lan. Các đại hữu thấy không? Ba Lan là nước đầu tiên trong cái thế cờ domino mà lật đổ được Cộng sản của Nga Xô. Nhờ vậy mới làm sập đổ hết cả Đông Âu, được mang lại tự do dân chủ khỏi cái chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu. Thì các đại hữu thấy là một người công nhân như là Walesa
cũng phát Bồ Đề Tâm, là không chấp nhận sự bất công, đè nén, không có tự do để mà đứng lên mà hướng dẫn những người khác thực hiện hạnh Bồ Đề Tâm, mang lại một xứ sở Ba Lan bây giờ so với lại xứ sở Việt Nam, thì các hữu thấy sự tiến bộ của Ba Lan nó mức độ như thế nào khi mà có tự do dân chủ và không còn dưới cái chủ nghĩa cộng sản của Nga Xô. Chúng ta hãy để ý kỹ những điểm đó. Đó là những vị phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Đề Tâm. Đó. Thì ở đất nước Việt Nam chúng ta có Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngài đã tranh đấu cho sự bình đẳng, cho tự do tôn giáo của đất nước chúng ta. Thì như vậy không phải là Ngài đã phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Đề Tâm hay sao? Đó là cái điểm mà chúng ta phải để ý. Bây giờ đến phần số 2 là tôi sẽ đi vào chi tiết để mà giải thích rất là kỹ lưỡng những điều tôi vừa nói ở phần số 1. Là Bồ Đề nghĩa là gì và Tâm nghĩa là gì trong Bồ Đề Tâm. Nếu mà Bồ Đề chúng ta hiểu là một cách đơn giản, các thầy hay dạy Bồ Đề, nếu mà các đạo hữu tra quyển từ điển, Bồ Đề là gì? Bao gồm 3 phần là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thì các đạo hữu thấy không? Bồ Đề là tự giác, tức là tự mình giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ thật tướng về vũ trụ, về nhân sinh quan, về con người, về tất cả các hiện tượng chúng ta thấy. Chúng ta khổ là bởi vì chúng ta si ở chỗ nào? Si hay dùng danh từ Phật giáo là vô minh, là vì là chúng ta tưởng tất cả những gì mà chúng ta có nó là thường hằng, như là vợ, con cái, nhà cửa, xe cộ. Về vật chất chúng ta tưởng là thường hằng, nhưng mà thật sự nó là vô thường, có đó rồi mất đó. Thì đó là cái si của chúng ta, là chúng ta không có giác ngộ được vì chúng ta không biết rằng. Nhưng mà các đạo hữu phải biết là A-la-hán họ giác ngộ được, họ mới diệt trừ được tham sân si thì họ mới trở thành A-la-hán, là vì họ tu các pháp môn của họ. Tôi không có đi vào chi tiết, nhưng mà cái giác ngộ của họ, của A-la-hán mới gọi là tự giác, tức là tự mình mà giác ngộ được thôi. Còn bây giờ giác ngộ xong mới phải đến giác tha. Cái điều này là ở trong kinh Dhammapada, chính Ngài Đại Ca Diếp cũng trình với Đức Phật là chúng con là những vị A-la-hán mà chúng con không có phát khởi tâm Bồ Đề. Do đó các đạo hữu phải biết là khi mà Đức Phật Ngài dạy Tứ Diệu Đế, Ngài dạy khoảng độ chừng Tứ Diệu Đế xong vài năm, Ngài bắt đầu Ngài thấy là phải biến chuyển cho mọi người tiến lên một cái bậc cao hơn, là biến thành Bồ Tát Hạnh. Thì Ngài bắt đầu Ngài dạy kinh Duy Mạc Cật, là cái kinh nói về phải phát Bồ Đề Tâm để mà độ chúng sanh. Thì là cái kinh đầu tiên, mà trong đó Ngài cũng đưa vào một vị cư sĩ là tên là Duy Ma Cật, để chúng ta không có chấp vào tướng. Chúng ta hay chấp vào tướng lắm, là một người cư sĩ không thể thành Phật được như là các vị tăng ni. Cư sĩ Duy Ma Cật giỏi hơn tất cả, có thể nói là chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ đệ nhất của Đại Thừa mới có thể là ngang bằng với Ngài mà thôi. Thật ra Ngài là một vị cổ Phật hóa thân làm cư sĩ. Đó. Rồi bây giờ tới cái điểm mà chúng ta nhìn thấy cái tiến trình của Đức Phật không? Là tự giác trước, là phải tới giác tha. Giác tha là bắt đầu đi độ mọi người, thì được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là viết tắt của chữ Bồ Đề Tát Đoạ. Tát Đoạ là những chúng sanh hữu tình mà giác ngộ, đi giác tha người khác. Giác tha người khác tức là bắt đầu phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Đề Tâm, thì đó gọi là giác tha, tức là nằm ngay giữa tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Còn cái thứ ba là giác hạnh viên mãn là nói cái gì? Giác hạnh viên mãn là thực hiện Bồ Đề Tâm để mà đạt đến quả vị Phật, giống như là Phổ Hiền Hạnh Nguyện hoặc là Kinh Ba La Mật, Đại Bát Đại Đắc Bát Nhã Ba La Mật có đến 600 quyển. Mà các thứ biết trong 600 quyển mà nói về trí tuệ bát nhã của Đức Phật mà tánh không đó, thì đều nói về lục độ Ba La Mật, giải thích rất kỹ về lục độ Ba La Mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là hạnh của Bồ Đề Tâm. Thì như vậy, cái chữ giác đó, cái chữ Bồ Đề mà tôi vừa giải thích là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn chữ tâm ở đây là gì? Chữ tâm ở đây là muốn nói đến chân tâm. Chân tâm
là cái gì? Chân tâm, muốn hiểu nghĩa của chân tâm á, thì chúng ta phải đọc gọi là kinh, các kinh điển thường nói đến bao gồm là trực tâm, thân tâm, hồi hướng tâm. Trực tâm tức là một cái tâm mà thành thật, một cái tâm thành thật. Có sao nói vậy? Các đứa biết thế này, là tôi thấy có một vị đạo, có một vị nữ cư sĩ ở vùng này, vị đó muốn đi tìm chân tâm, nói với tôi là muốn diệt trừ tham sân si. Tôi có đưa vị đó đi gặp các những vị cư sĩ khác ở mọi nơi để mà tu học. Thì các đứa hiểu biết là đến nỗi mà các đứa hiểu biết thế này không, là dạy cô ta ngồi thiền, về nhà cũng không ngồi thiền vài phút, dạy cô ta niệm Phật cũng không niệm Phật 1-2 phút, mà cô ta chỉ vô đọc kinh điển quá nhiều. Nào là muốn đọc kinh Lăng Nghiêm, tưởng là kinh Lăng Nghiêm là hay nhất, là tìm được chân tâm. Đúng, ở kinh Lăng Nghiêm có nói rất kỹ lưỡng về chân tâm, vọng tâm. Nhưng mà một người mới vô đạo làm sao mà hiểu nổi được kinh Lăng Nghiêm? Bởi vì kinh Lăng Nghiêm là khi nào các đạo hữu đã học hết cái thứ tự học từ thấp lên cao. Các đạo hữu phải học từ thấp lên cao, như là bây giờ muốn vô đạo để mà hiểu được chân tâm, các đạo hữu phải học như thế này. Tức là các đạo hữu, do đó cái loạt bài ánh sáng chân tâm của tôi sẽ đi vào rất kỹ lưỡng từng cái phần một. Đầu tiên là phải học kinh Pháp Cú của bên Nguyên Thủy, rồi học đến kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi học đến kinh 42 chương, rồi bắt đầu mới học được Phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền Tổ Sư Minh Tịnh Độ, rồi bắt đầu học cái quyển mà Phật Học Phổ Thông của Ngài Hòa Thượng Thích Hiền Hoa. Như vậy là có một kiến thức tương đối căn bản cho các cư sĩ, gọi là học hết Phật bậc sơ cấp. Bắt đầu lên trung cấp thì học tới cái gì? Bắt đầu học đến cái kinh như là Duy Ma Cật, là bắt đầu chuyển tiếp giữa bên Tiểu Thừa và Đại Thừa, học về cái bất nhị của kinh Duy Ma Cật. Sau đó học về những kinh như là kinh A Di Đà, những cái kinh khác của trong thời kỳ Phương Đẳng này ha. Học hết như vậy, học xong rồi thì bắt đầu mới nhảy vô học kinh Bát Nhã trước. Bát Nhã để hiểu cái lý thuyết đằng sau cái tánh không. Bởi vì chân tâm có hai mặt. Nếu mà chúng ta vô đạo, chúng ta phải hiểu là chân tâm hay là chân như là thể, tướng và dụng. Thể là gì? Thể là không tự tánh. Mà tướng và dụng là Phát Bồ Đề Tâm, hạnh, cái lục độ ba la mật, vũ thí, chỉ giới, nhẫn nhục đều là cái tướng và dụng của Bồ Đề Tâm đó. Thấy không? Thể là như vậy, rồi tướng và dụng là như vậy. Thì sau khi học xong được cái Đại Bát Nhã Kinh rồi, bắt đầu mới nhảy vô kinh Lăng Nghiêm là kinh cao cấp nhất. Không thể học một cách vọt lên như vậy được. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ, điều đó. Cho nên tôi muốn nói thế này, cái mà tôi thực sự khi tôi hoằng pháp, tôi thấy rất là khó khăn cho những vị, là bởi vì các đạo hữu biết tại sao không? Chúng ta càng dính vào người cái bằng cấp càng cao, là như xã hội Việt Nam chúng ta quá trọng cái bằng bác sĩ. Nhưng mà tôi có kinh nghiệm với hai người bác sĩ Phật tử của tôi mà tôi quen biết. Bằng bác sĩ chỉ là do có trí nhớ rất tốt để mà học căn bệnh, nguyên nhân của bệnh và chữa bệnh mà thôi. Ngoài ra không có khả năng về phân tích như là ngành kỹ sư hoặc là tiến sĩ của Mỹ. Cho nên khi mà vô học đạo Phật đó, rất khó mà thâm nhập, là bởi vì đạo Phật không phải là học thuộc lý thuyết. Không thể học lý thuyết bây giờ. Đạo không phải là lý thuyết, quý vị. Không có trí tuệ, cái trí tuệ thông minh ngoài đời nó khác với cái trí tuệ bát nhã của đạo Phật. Khi trí tuệ bát nhã của đạo Phật là một cái trí tuệ, nó sẽ đến sau khi chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Tát Hạnh. Thì nó sẽ đến bằng lúc đó là chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới thấy được điểm đó, chứ không phải là học lý thuyết, học suông, đọc lý thuyết cả mấy trăm quyển là tự nhiên cái trí tuệ bát nhã của bên Phật đạo Phật là hiểu được tánh không, hiểu được chân tâm, tìm được chân tâm mà thôi. Không bao giờ, cái điều đó không bao giờ. Tôi nói thiệt, đó là kinh nghiệm của tôi để tôi chia sẻ với những người mà dù là như thế nào mà đang tìm vô để mà tìm hiểu được chân tâm. Bây giờ cái kế tiếp là cái số 2 là cái kế tiếp là hỏi rằng là số 3 chứ, là Bồ Đề Tâm. Mà bây giờ cái 2 là hỏi về quan điểm của Bồ Đề Tâm. Tôi xin kể một câu chuyện về quan điểm của Bồ Đề Tâm. Tại sao chúng ta có thể phát Bồ Đề Tâm và thực hiện Bồ Tát Hạnh được? Đây là một câu chuyện của bởi vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, các ngươi chúng sanh sẽ là Phật sẽ thành. Tại sao như vậy? Đây là một câu chuyện để minh chứng cái điều này. Có một con sư tử cái, một hôm đi kiếm ăn thì gặp một đàn kiều. Con sư tử cái đó nhảy mạnh xuống để mà định ăn con đàn kiều đó. Nhưng mà vì nhảy quá mạnh cho nên con sư tử cái mẹ đã chết. Và các đàn kiều đó
đã tìm cách cứu cái sư tử con trong bụng con sư tử mẹ đó. Khi cứu được cái sư tử con đó và nuôi nấng sư tử con, thì vì sống huân tập, hồi nãy tôi nói lại duy thức học là huân tập, sư tử con này huân tập những chủng tử của con cừu, cho nên hàng ngày con sư tử con cũng be 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 cái tiếng như vậy, sinh ra đời là chỉ thấy chung quanh mình là toàn là cừu cứ be 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 be, thì sư tử con cũng nghĩ mình là một con cừu và cứ be 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 cho đến 20 năm về sau, khi mà lớn lên rồi thì sư tử con mới bắt đầu một bữa thì gặp một con sư tử chúa rất là đẹp đẽ, vòm đẹp rất là đẹp. Sư tử con thích quá, kêu trời ơi có một vị sư tử chúa rừng đẹp quá đẹp, phải chi ta ước gì ta được như một sư tử chúa có hình dáng như vậy thì đẹp biết mấy. Thì sư tử chúa thì con be mà là sư tử con lại bỏ chạy bởi vì sợ sư tử chúa ăn thịt mình. Nhưng mà sư tử chúa kêu đứng lại, ngươi là con của ta, ta không ăn thịt ngươi đâu. Thì con be sư tử con này mới kêu không chịu tin. Thì sư tử chúa kêu ngươi đi theo ta xuống một dòng sông. Hồi nãy tôi ví dụ các đại hữu thấy không, chân tâm là ánh mặt trăng chiếu vào dòng nước, nhìn vào dưới dòng nước thấy ánh mặt trăng tức là thấy bồ đề tâm. Thì bây giờ sư tử chúa này cũng như thế, sư tử chúa dắt một con sư tử con mà sư tử con mà tưởng mình là con be, nhìn vào dưới dòng sông của ban ngày, tôi không biết là ban ngày hay ban đêm thì câu chuyện không nói. Sư tử con vừa nhìn xuống dưới dòng sông thì thấy nhìn thấy cái hình ảnh của mình. Hình ảnh của mình là gì? Mình là có tướng mạo đẹp như là sư tử chúa như vậy, nhưng mà chưa được đẹp như vậy, nhưng mà có hình dáng giống như một con sư tử. Mừng không tưởng tượng được, thì ra mình là sư tử. Thốt nhiên nhận ra là mình là sư tử chứ không phải là con bê. Cái điều này câu chuyện có ý nghĩa là gì? Câu chuyện có ý nghĩa là chúng ta không nhìn xuống dòng sông đó, chúng ta không nhìn thấy được chân tâm là bởi vì là mặt trăng. Chúng ta nhìn thấy cái phản ảnh của cái mặt trăng ở dưới dòng nước là bồ đề tâm. Chúng ta không nhận ra được là mình có Phật tánh, chúng ta có thể phát huy, phát cái bồ đề tâm đó, đại nguyện cứu độ chúng sanh thành Phật, hoặc là chính chúng ta được để mà giúp đỡ người khác. Cho nên chúng ta cứ tưởng mình là những phàm phu, tục tử, có đầy tham sân si, không thể dứt trừ được tham sân si, không thể trở thành A-la-hán, không thể trở thành Bồ-Tát, không thể trở thành cách thành Phật được. Tôi hỏi rất nhiều người, tôi đi giảng rất nhiều chùa ở các tiểu bang, khi tôi đặt câu hỏi, ai trong quý vị có thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành một vị Phật? Tôi không cần biết, đó là cả tỷ năm đi nữa mà sẽ thành Phật được. Các đại hữu biết sao không? Trong 30-40 người có một người giơ tay thôi, tỷ lệ có 2% thôi. Tôi hỏi tại sao quý vị không nghĩ quý vị thành Phật được? Dạ thưa thầy khó lắm. Các sách vở, các thầy nói kinh điển là Phật Thích Ca Mâu Ni mất cả tỷ năm mới thành Phật. Trời ơi là trời. Cho nên chúng con nghĩ là không bao giờ đạt được cái thành Phật. Các đại hữu biết rằng là các vị Phật rất là từ bi. Các vị Phật có thể trải qua cả tỷ tỷ năm để thành Phật. Nhưng mà các Đức Phật rất là đại bi, muốn các đạo hữu biến thành Phật như quý ngài. Cho nên có rất nhiều phương pháp để mà các đạo hữu không có thể mà mất đến cả tỷ tỷ năm mà thành Phật. Nó tùy nơi các đạo hữu. Do đó các đạo hữu thấy không, ở bên thiền nó chia ra hệ phái. Thiền của ngài Huệ Năng, rồi thiền là phía phương Nam thì nói đến là ngộ, là thành Phật ngay lập tức. Còn bên phía Bắc là của đi tiến từ từ. Nhưng mà tôi nói với các đại hữu thế này, qua kinh nghiệm của tôi thấy như thế này. Có một người tôi quen biết, là cái câu chuyện đó vừa rồi và con sư tử đó, tôi muốn nói với các đại hữu thế nào, là chúng ta đều có Phật tánh, chúng ta là con Phật, chúng ta sẽ thành Phật được. Nhưng mà các đạo hữu, tôi biết thế này, là tôi nhìn qua cái kinh nghiệm mà tu hành của tôi, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, và tôi cũng biết thêm về tứ niệm xứ của bên Nguyên Thủy, thì tôi khám phá là tôi mới nói chuyện với một anh đi theo thiền của ngài Huệ Năng. Anh nói là thành Phật rất là nhanh. Anh lấy ví dụ như căn phòng là tối thui, tượng trưng cho tham sân si của tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn giác ngộ thành Phật lẹ, chúng ta làm sao? Cái phòng nó rộng như vậy, mà anh nói là chúng ta cứ tu từ từ, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh, mỗi ngày chúng ta niệm Phật, mỗi ngày chúng ta lạy Phật, mỗi ngày chúng ta sám hối theo nghi thức hàng ngày của các cụ làm hay các cư sĩ làm. Thì nó, anh nói là nó cứ từ từ, tức là cái phòng nó rộng lớn như vậy mà chúng ta tu từng bước vậy, thì chúng ta bắt đầu mở lên cái ánh sáng. Cái ánh sáng đó nó chiếu được một góc phòng nhỏ, nhưng mà làm sao chiếu được hết cả một căn phòng? Các đại hữu thấy chuyện đó không? Một cái đèn nhỏ như là đèn mà quay sách, các đại hữu thấy cái đèn bóng đèn nó nhỏ xíu, nó chỉ có thể để quay được quyển sách nhỏ thôi trong căn phòng. Ánh kêu là tại sao chúng ta không dùng một cái ánh đèn neon lớn bự màu trắng như vậy,
chúng ta bật cái nút điện lên một cái là cả cái phòng nó sáng rực lên ngay lập tức. Thì cái đó là biểu tượng cho gì? Là chúng ta tìm đúng cái chìa khóa để mà thành Phật. Chúng ta mở một cái là chúng ta sáng rực lên căn phòng là chúng ta trở thành Phật liền. Thì anh nói là như vậy. Và tôi kêu, theo tôi nghĩ, tôi chia sẻ với anh ta, tôi nói với anh ta kêu là tôi không nghĩ là tôi có thể tìm được cái chìa khóa để thành Phật trong một đời như anh, như bình thiền các anh nói như vậy của lục tổ hệ năng. Tôi không nghĩ là làm nổi. Tôi đã tu rất nhiều năm về bên Tịnh độ, Mật tông, những cái cao cấp về lý thuyết tôi cũng có học qua chút ít, và tôi cũng thực hành nhập thất rất là nhiều lần, nhiều ngày, cho nên tôi nghĩ là tôi không bao giờ tôi tìm được cái nút bật đó. Anh có tìm được nút bật đó không? Trong một đời này anh tin chắc là anh tìm được nút bật để anh thành Phật nổi hay không? Tôi nói với anh ta như vậy. Cái anh ta kêu chắc có lẽ con không làm nổi giống thầy, nhưng mà con sẽ đợi kiếp tới. Tôi lắc đầu. Các anh biết tại sao? Tôi buồn cho những người như vậy lắm. Các anh biết tại sao? Giáo lý thao thao bất tuyệt, dùng một thí dụ như vậy, nhưng mà kêu không có kiếp này thì kiếp khác. Cái khổ là các anh biết thế này. Tôi kể các anh hiểu ngay cả câu chuyện là tăng chúng tôi, ok? Bây giờ đó hả, mà không tìm được cái chìa khóa, mà tu mà không, tại sao tôi muốn bát lanh cực lạc là vì các anh biết tại sao không? Tôi không muốn tìm cái chìa khóa đó như anh ta mà bật cái nút để mà kiếp tới là bởi vì có rất nhiều câu chuyện các vị tăng, ngay là vị tăng mà là một vị cao tăng đi nữa mà kiếp sau mà chưa được giải thoát khỏi sanh tử thì kiếp sau các vị biết là ai không? Là ngài Tô Đông Pha, một thi sĩ nổi tiếng nhất của Trung Hoa, một vị tăng cao tăng mà kiếp sau trở thành một thi sĩ Tô Đông Pha. Thì các đại hữu thấy như thế nào rồi? Tôi nhìn những trường hợp đó tôi sợ lắm. Đi xuống chứ không phải đi lên, không phải dễ, bởi vì nó là cái chuyện như vậy. Thành ra tùy các đại hữu, nếu mà các đại hữu có bản lãnh thì các đại hữu có thể trong một đời tu theo bên nguyên thủy để đắc được bốn quả tứ thánh. Nếu mà các đại hữu có bản lãnh, các đại hữu làm được chuyện đó. Mà các đại hữu tôi thấy nó còn nhiều khi nó còn hay hơn, bởi vì bên nguyên thủy nó còn đi từng bậc một như vậy ha. Thì như vậy kiếp sau họ nhớ lại, họ tiêu tu tiếp 7 lần rồi đến một lần thành A-la-hán. Cái đó tôi thấy cũng còn khá hay, cái phương pháp tu của bên nguyên thủy như vậy. Chứ còn bên tu mà rồi còn bên tịnh độ thì là vãng sanh về đó. Nhưng mà các đại hữu biết chút nữa tại sao vãng sanh không được. Nếu mà thiếu Bồ Đề Tâm tôi cũng giải thích và chi tiết luôn. Còn tu thiền tôi không phải tôi nói, nhưng mà tôi muốn cho các đại hữu nhìn thế này. Tôi đã nghiên cứu rất lớn là thế này. Trong các kinh điển tôi đọc, tôi muốn chia sẻ điều này luôn, không phải là học lý thuyết không, mà đây là một kinh nghiệm để mà tu Bồ Đề Tâm và phát Bồ Đề Tâm luôn. Là nếu các đại hữu sinh ra, các đại hữu là cư sĩ, các đại hữu ở tuổi 20-30, tôi khuyến khích các đại hữu hãy tu theo bên nguyên thủy tứ niệm xứ Vipassana, ok, hoặc là các đại hữu tu theo thiền của ngài Huệ Năng. Là vì các đại hữu mới 20 tuổi thôi, bỏ ra khoảng thử 20 năm các đại hữu nghiên cứu giáo lý, các đại hữu đi nhập thất 20 năm rồi, các đại hữu thấy các đại hữu đắc được cái gì trong 20 năm đó. Bước vào đến năm 20 năm, cho tối đa là 30 năm đi, đến năm 50 tuổi các đại hữu đã tự nhận đức là 30 năm mà tôi vẫn chưa hiểu được tánh không, 30 năm mà tôi vẫn không chứng được cái gì quả nào trong nguyên thủy, 30 năm mà tôi vẫn chưa có ngộ được cái tánh không như ngài Huệ Năng một phần nào, thì các đại hữu ngưng. 50 tuổi rồi các đại hữu có thể chết lúc 60 tuổi 70 tuổi, còn có 10 năm sau cùng các đại hữu hãy làm gì? Chuyển quan niệm A Di Đà Phật. Bởi vì lúc đó chúng ta biết là như thế nào. Cái này là các đạo hữu phải ngồi tính toán trước khi làm một việc gì, phải nhìn cái tuổi mình ở tuổi nào, mình là căn cơ thế nào, có phải là trí tuệ siêu đạt hay là trung bình hay là người ngu học kinh điển không nổi, thì làm sao mà đi học theo bên nguyên thủy học. Các đạo hữu biết không tưởng tượng, sách vở nó không ghê gớm lắm, không phải tưởng tượng được thôi, mà còn giáo lý của bên Huệ Năng thì các đạo hữu làm sao mà hiểu nổi được. Tôi nói chuyện với đạo hữu điều đó, cho nên thà cứ niệm Phật rồi vãng sanh ở lớn tuổi 50 trở lên. Đó là tùy theo mỗi trình độ, tôi muốn chia sẻ điều đó. Bây giờ đến cái câu tiếp là Bồ Đề Tâm có phải là đại bi hay không, hay là đại bi hay không? Thì các vị đạo hữu biết rằng là bên nguyên thủy đó có từ bi hỷ xả, nhưng mà các đạo hữu biết là bên từ bi hỷ xả của nguyên thủy ấy, nó chỉ đưa quý vị về đâu, các đứa biết không? Từ bi hỷ xả của nguyên thủy chỉ đưa quý vị về cõi trời mà thôi. Nếu quý vị chết mà quý vị tu theo từ bi hỷ xả của nguyên thủy chỉ đi về cõi trời mà thôi. Còn bên đại thừa đó, cái dùng danh từ đại bi là như thế nào? Tại sao mà có đại bi được? Các thầy đã thường nói dùng danh từ là vô duyên mà đại từ, mà đồng thể đại bi, có nghĩa là sao? Từ là mang niềm vui đến cho người khác, bi là cứu khổ người khác. Mà tại sao lại nói là vô duyên đại từ? Vô duyên đại từ là như thế này. Cái chữ duyên rất là quan trọng trong đạo Phật.
Vì cái chữ duyên đó, nó giống như là bây giờ giải thích theo nhiều hệ phái khác nhau thì tôi không có thời giờ để mà giải đi qua chữ đó. Duyên là gì? Giữa nhân và quả thì chúng ta phải có duyên. Thí dụ như bây giờ các đạo hữu kêu là chúng con bị khổ quá, cái nghiệp xấu của con quá xấu, những cái chủng tử nó trổ quả như Duy Thức Học nói, thì là vì nhân làm những hành động xấu trong quá khứ, cho nên bây giờ cái quả trong hiện tại bị, nào là người thì bị tật bệnh, người thì mất tiền bạc vì con cái, đau khổ với con cái không học hành mà nó phá tiền bạc mình. Đó là bởi vì các đạo hữu biết là nếu mà nhìn theo đạo Phật thì những người con mà phá hoại các đạo hữu đó là quý đạo hữu mắc nợ những người con đó. Còn những đứa con nào mà nó ngoan ngoãn, nó học hành, nó học giỏi, tiến sĩ mà nó có hiếu với bố mẹ, đó là bởi vì nó mắc nợ chúng ta. Thì chúng ta nghĩ như vậy, ngay cả đời sống vợ chồng cũng là như vậy, cha con cũng như vậy. Tất cả là cái duyên chẳng chịt do giữa nhân và quả trong quá khứ. Giữa nhân và quả là duyên. Vậy thì tu hành là gì? Tại sao chúng ta tu có thể chuyển nghiệp được? Chuyển nghiệp không phải là chúng ta đến chùa, chúng ta cứ cúng dường Phật và mỗi dịp lễ rồi chúng ta kêu cầu xin Quan Thế Bồ Tát, cầu xin Phật giúp cho con trúng số độc đắc, giúp cho con thi đỗ vô đại học, giúp cho con có sức khỏe. Đa số chúng ta đến chùa, các tượng Quan Thế Bồ Tát chúng ta cầu vậy. Ngài có làm hay không? Các đạo hữu biết không? Như vậy là chúng ta bị mê tín. Chúng ta phải chính là Quan Thế Bồ Tát, chúng ta phải chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chúng ta phải là Vô Hiền Bồ Tát, chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta phải phát nguyện như Ngài Địa Tạng Bồ Tát là địa ngục còn thì tôi không thành Phật. Thì các đại hữu thấy là chúng ta phải thực hiện mỗi cái hạnh tính đức. Tại sao chúng ta có nhiều Bồ Tát, có nhiều Phật như vậy? Là bởi vì nó thực hiện mỗi cái hạnh khác nhau. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta chuyển nghiệp là như thế này, là chúng ta dựa vào cái duyên. Là trong quá khứ chúng ta đã có rất nhiều trường hợp tôi khám phá là cái việc mà chúng ta đó làm chúng ta có chuyển đổi được. Ví dụ như bây giờ chúng ta sinh ra dầm, ví dụ như trong một cái môi trường tôi thấy thế này, bố mẹ ví dụ như vì cái kiếp trước làm không có chữ bố thí cho nên nghèo, cho nên bây giờ sinh ra những đứa con cũng muốn con mình học giỏi lắm, cũng muốn con mình vô đại học Stanford, Harvard, nhưng mà khốn nỗi ở trong một cái nghèo, cho nên ở trong một cái khu nghèo mà các đại hữu biết là nước Mỹ này cũng có phân biệt vậy, những cái vùng mà khá giả của những người da trắng thành phần trung lưu hay thượng lưu, họ trường trung học của họ hay tiểu học của họ là những vị giáo sư xuất sắc và những vị thành phần da trắng đến đó học mà thôi. Còn chúng ta học chung ở những cái thành phần bình dân thì chúng ta học chung với người Mễ, người da đen. Do đó cái phẩm chất của một vị giáo sư nó cũng đã khác biệt nhau. Cái đó là cái gì? Gọi là cái duyên đó. Cái duyên nó quan trọng vô cùng, bởi vì trong đạo Phật cái duyên là thiện tri thức. Bởi vì trong tu hành nếu mà chúng ta không có những thiện tri thức hoặc những vị thầy ở bên cạnh thì chúng ta tu có đến 50 năm chúng ta cũng chẳng biết cái gì cả. Tôi nói thiệt, phải đi tìm những vị thiện tri thức đó, tìm cái duyên. Thí dụ như vì mà vô một trường khá là duyên, là một ông thầy giỏi, bạn bè toàn là những đứa con của các vị tiến sĩ, giáo sư đại học, thì nó về nó học dễ sợ lắm, là bởi vì các giáo sư đại học về bác sĩ bắt con họ học khủng khiếp. Con chúng ta vụ về có lười cũng không nổi, nó bởi vì bị thầy để ý, bạn bè nó cạnh tranh với nhau, tự nhiên trong cái môi trường đó nó có thiện, thánh thiện, nó về nó học bài. Thì đứa nào ra trường, các đại hữu nhìn lên, thí dụ như ở Việt Nam, các đại hữu thấy không, làm sao ngay ở Việt Nam Sài Gòn trước năm 75, người nào con cái cũng muốn vô, con gái thì vô Trưng Vương, người Bắc thì vô trường Trưng Vương, con gái của miền Nam thì vô trường Gia Long, còn con trai miền Bắc thì vô trường Trung Văn An, còn nếu không thì là vô trường Võ Trường Toản. Các đại hữu thấy những gì? Bốn ngôi trường đó sản xuất là không biết bao nhiêu người thi đỗ vô trường y khoa, dược khoa, nha y, nha dược, kỹ sư Phúc Thọ. Bốn trường đó là toàn là của các lớp 12 của các bốn ngôi trường đó. Như vậy là chúng ta phải gieo cái duyên rất là tốt ngay từ lớp thi vô đệ thất, đã đỗ được vô được các trường đó, thì 7 năm sau những người này sẽ tốt nghiệp trung học của bốn ngôi trường đó, và 7 năm sau những người này sẽ trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ. Chúng ta phải chuẩn bị từ cái thời mà tiểu học đã phải học như thế nào để mà vô được đệ thất của các trường đó. Như vậy là mất 5 năm, 7 năm trung học 12 năm, cộng cho học bác sĩ y khoa Việt Nam 19 năm, và phải chuẩn bị 19 năm liên tiếp mới trở thành bác sĩ. Thì bây giờ chúng ta bước vào đạo cũng như thế, chúng ta cũng sẽ mất khoảng 20 năm trở lên. Không phải ít, tôi đã qua 18 năm rồi mà tôi biết điều này thẳng thắn, đạo hữu là phải mất 20 năm mới có thể gọi là tìm ra được con đường giải thoát để thành Phật. Sau khi đã thể nghiệm vừa lý thuyết vừa thực hành, tôi muốn nói với các đạo hữu thế này. Tôi thấy là cái sự đó là cũng là may mắn, là do nhờ căn cơ. Mà cũng cái đó là khi mà các đạo hữu có phát nguyện Bồ Đề Tâm thành Phật thì các đạo hữu sẽ được gì? Các đạo hữu sẽ được chư Phật hộ niệm, các đạo hữu sẽ được chư Bồ Tát hộ niệm để mà tu học, rồi các đạo hữu sẽ tìm thấy trí tuệ và đại bi tâm, đại bi nó ra. Thành ra đại bi là cái quan trọng vô cùng.
từ đại bi mới biến thành Bồ Đề Tâm. Bởi vì như thế nào, trong phẩm Phổ Hiền Đại Nguyện, ngài Phổ Hiền Đại Nguyện thì có nói thế này là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh là cái hạnh tùy thuận chúng sanh như thế nào, là chúng sanh đó, chúng ta hãy nhìn mỗi chúng sanh như là một vị Phật. Các đứa biết tại sao như vậy không? Vì nếu không có chúng sanh thì không thể chúng ta trở thành Bồ Tát được. Do đó các đại hữu phải biết rằng là chúng sanh giống như một cây nước. Cái nước Bồ Tát là như gốc rễ, còn quả là Phật. Nếu mà không có chúng sanh thì chúng ta không có nước để mà chúng ta tưới vào, thì làm sao mà cái cây nó trổ quả ra thì chúng ta có thể trở thành Bồ Tát, và cái quả cuối cùng là quả Phật. Do đó chúng sanh là giống như là một người mà đang tu hành học, thì phải coi chúng sanh như là biết ơn chúng sanh. Do đó chúng ta đã có tứ, gọi là tứ ân: ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân Phật. Thì chúng ta thấy ân quốc gia, thì chúng ta thấy là ân của chúng sanh là chỗ đó. Là vì nếu mà không có, lấy ngay cả thí dụ của trường hợp mà quý vị đang coi bằng video như thế này, nếu mà không có các đạo hữu coi băng video này thì làm sao mà có người quay video này, thấy không? Rồi làm sao mà nhờ vậy tôi mới có cơ hội để chia sẻ với các đạo hữu cái giáo lý của Đức Phật? Thì các đạo hữu thấy không? Như vậy là tôi phải mang ơn cái người quay video này cho tôi, rồi tôi phải mang ơn đến cả hàng trăm người đã coi băng video của tôi. Rồi bây giờ tôi lại có thêm người giúp đỡ tôi soạn thảo bằng các phần hình thức và nội dung như thế nào, mà tôi phải học hỏi thêm rất nhiều kinh điển sách vở để mà mang. Chúng ta phải đi từ tiểu học đến trung học đến đại học, nội dung của những băng video này nó càng ngày nó càng đi lên cao, không khác gì như là cái thời Đức Phật giảng từ kinh A Hàm xong bắt đầu nhảy lên kinh Duy Ma Cật rồi đến kinh Bát Nhã. Do đó một loạt 12 video kế tiếp là tôi sẽ đưa quý vị đến Bát Nhã, đến Hoa Nghiêm. Là bởi vì tôi mới nói đến kinh Pháp Hoa, trong mười mấy băng video của tôi nói đến kinh Pháp Hoa, tôi nói đến phẩm Phổ Hiền Đại Nguyện. Thì các thứ biết gì không? Bát Nhã là tánh không, nhưng mà là một cái thể, nhưng mà cái tướng, cái dụng của Bát Nhã là gì? Đó là kinh Pháp Hoa, đó là kinh Hoa Nghiêm. Do đó Đức Phật đã để cuối cùng kinh Pháp Hoa nói sau kinh Bát Nhã. Đức Phật dùng trí tuệ của mình để mà làm điện đó. Nhưng mà tôi trong 12 băng video tôi chưa hề nói đến mấy cái điều mà các thứ chưa thấy nghe thấy là gì. Duy thức học ra sao? Thập nhị nhân duyên ra sao? Tôi thiếu vắng hai cái triết lý, giáo lý rất là quan trọng của trong 20 băng video của tôi. Và tôi cũng chưa đi vô Bát Nhã tánh không, tự tánh không, là cái ba điều thiếu sót rất lớn trong 20 băng video. Do đó tôi nghĩ là đến thời kỳ mà tôi phải tiếp xúc và trao đổi với các đại hữu về ba cái đề tài khá quan trọng đó mà chưa hề có trong 18 băng video này của tôi. Tại vì tôi tập trung các băng đầu tiên là các kinh để mà các đạo hữu thường thường các tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư. Cho nên tôi muốn để cho những cái các đạo hữu mà thường ngày tụng những kinh đó được lợi ích từ những kinh đó trước. Nhưng mà đã đến lúc hôm nay là cái loạt bài đầu tiên của Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm lại là quan trọng nhất để mà thành Phật. Do đó tôi mới nói về cái độ Bồ Đề Tâm là cái đầu tiên trong loạt bài đó. Bây giờ nói kế tiếp là sự khác biệt giữa trí tuệ Bát Nhã và Bồ Đề Tâm này. Trí tuệ Bát Nhã là gì? Là trí tuệ Bát Nhã tôi nói rồi, là tự giác. Tự giác là chúng ta, có người nói với tôi là đáng nhẽ ra đó, là các vị giảng sư đó không nên giảng pháp nếu mà chưa chứng đắc được trí tuệ Bát Nhã. Các đã biết điều này không? Nếu mà chúng ta chờ đợi một cơ hội thuận lợi mà các vị giảng sư mà ngồi nhập thất của tứ niệm xứ mà đắc được một trong bốn quả rồi bắt đầu mới đi giảng pháp, thì chắc kiếm không ra được các vị nào tăng ni mà có trình độ được như vậy hết. Có thể không kiếm được vị nào như vậy hết, thấy không? Hoặc là quý vị ngồi thiền mà quý vị ngộ rồi thì bắt đầu quý vị mới đi giảng về cái thiền đó. Hoặc là bên tịnh độ, đợi cho người nào mà có được công phu thành phiến, là cái công phu thấp nhất, tức là nó tự động nó niệm suốt ngày nó nhiều như vậy, thì bao giờ mà có được các vị tăng ni giảng. Tôi biết chắc chắn là đa số các vị tăng ni đại đức thượng tọa hòa thượng của các môn thiền Nguyên Thủy hay Tịnh Độ
chưa đến một vài phần trăm đã chứng nghiệm chứng đắc cái giác tự giác đó, để mà trước khi đi là đi giảng sư, là đem tâm đại bi mà đi truyền bá đạo pháp. Là bởi vì các hiểu biết thế này, ngay cả như ngài Khắp Sư Tịnh Không, ngài đã tu hành, ngài có thể từ công phu thành phiến mà ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ vào năm 1994. 10 năm sau ngài mới giải đến phần hạnh và chứng. Thì ngài nói là khi mà ngài giảng kinh Kim Cang 10 năm trước, 20 năm về trước, mỗi lần giảng ngài thấy cái chiều sâu nó khác nhau. Do đó có thể 18 băng video của tôi nói với các đạo hữu vừa rồi là ở cái trình độ tôi lúc đó. Nếu bây giờ tôi giảng lại 18 băng video về kinh, tôi sẽ giảng với góc cạnh khác. Các đạo hữu thấy là theo thời gian, qua cái sự đọc vở, sách vở, qua sự thực hành, nó sẽ khác. Thành ra tự giác không thôi. Tại sao mà Đức Phật nhấn mạnh rất nhiều trong các kinh điển? Tôi thấy như là kinh mà rất nhiều kinh tôi đọc thì tôi khám phá là chính các vị đại A-la-hán họ không thể biết, họ không thể thấy, nhìn trong kinh Hoa Nghiêm có nói các vị đại A-la-hán không thể thấy được thần lực của chư Phật, mà chỉ có các vị Bồ-Tát có một cái thiên nhãn, cái mắt thanh tịnh của Bồ-Tát còn thanh tịnh hơn là mắt của A-la-hán. Tôi nói cho các đại hữu biết điều đó. Tôi mới đọc hôm qua cái phẩm Phổ Hiền Nguyện thì là nói là mắt của A-la-hán, mắt của Bồ-Tát thanh tịnh hơn mắt của A-la-hán, mới thấy được thần lực của Phật. Thì các đại hữu thấy nó cao cấp như thế nào. Rồi cái sự biến hóa của Bồ-Tát cũng cao cấp hơn Bồ-Tát, biến hóa vô vạn thân hơn A-la-hán nhiều. Thành ra nói về những cái thần thông cũng đã cao hơn A-la-hán rất là nhiều một vị Bồ-Tát. Thì từ Bồ-Tát mà đâu mà có được, là do phát Bồ Đề Tâm, do tâm đại bi mà mới thành được Bồ-Tát, rồi từ Bồ-Tát mới thành được Phật. Thì các đại hữu thấy không? Do đó, đó là sự khác biệt giữa trí tuệ và đại bi. Một con người muốn tu theo Bồ-Tát hạnh thì có thể trở thành Bồ-Tát chỉ bằng đại bi hay là bằng trí tuệ hay là cả hai. Các đạo hữu thấy là gương của Đức Phật là ngài đã được coi là một vị Phật là bởi vì ngài có tâm đại bi và ngài có trí tuệ toàn giác, thì như vậy là ngài có cả hai. Các đạo hữu thấy không? Nếu chúng ta tu, người Việt Nam chúng ta cũng nói là có phước đức, công đức rồi trí tuệ. Thì có những câu chuyện kể là những vị mà đắc quả A-la-hán rồi đó, khi mà đi khất thực, thì những vị đó đi khất thực hả, không có, dù là A-la-hán cũng không có thấy mà quần chúng cúng dường cơm cho vị đó. Thì về cái vị A-la-hán nó mới hỏi Đức Phật là tại sao con là A-la-hán, con đã có trí tuệ rồi, con diệt trừ được tham sân si rồi mà con không được người ta cúng dường. Thì Đức Phật kêu là bởi vì con chỉ tu có trí tuệ mà con không chịu tu gọi là bên tâm đại bi, do đó con không có công đức, con ở nhiều kiếp trước con không bao giờ đi bố thí cho người khác nên kiếp này con không được người ta cúng dường lại. Thì các đại hữu thấy là có rất nhiều vị A-la-hán chết đói, không ai cúng dường hết, là vì chỉ tu có trí tuệ mà thôi. Đó là cái đặc điểm của câu chuyện là như vậy. Nhưng mà rồi có những người chỉ tu bên tâm đại bi là phát Bồ Đề Tâm, thực hiện hạnh Bồ Tát, nhưng mà cũng chẳng hiểu cái phước đức với công đức khác nhau thế nào. Bây giờ tôi nói phước đức và công đức khác nhau thế nào. Bây giờ lấy lại một cái tu hạnh Bồ Đề Tâm là bố thí. Bố thí có ba cái: bố thí vật chất, tài thí, okay, rồi bố thí gọi là vô ý thí và bố thí pháp thí. Thì bây giờ có ba loại, ngay cả bố thí cũng ba loại. Mà tại sao nó có chữ ba la mật ở phía sau? Ba la mật phía sau có nghĩa là gì? Ba la mật phía sau mới biến là phước đức thành công đức. Là như thế này, là không nhìn thấy mình là người cho, không nhìn thấy người nhận cái đồ vật đó, và không có thấy được một cái vật để mà giữa cái người cho và người nhận là như vậy, thì mới gọi là ba la mật, nó mới biến thành công đức. Nó là vô lậu, nó gọi là công đức. Thì cái đó là công đức để vừa giúp cho chúng ta tu mở mang trí tuệ. Có nhiều công đức thì chúng ta cũng sẽ mở mang trí tuệ. Là một góc cạnh khác của trí tuệ là công đức. Bây giờ đó là nói về phần bố thí, ba loại bố thí. Các đại hữu lựa lựa. Đa số chúng ta đi lựa là chúng ta đến chúng ta cúng dường tăng, chúng ta bỏ vô thùng phước xương. Những cái đó nó tùy theo cái tiền nó được dùng vào việc gì. Nếu mà chúng ta bỏ tiền mà ngay cả trong ba thứ đó, tùy cho chúng ta, nếu mà chúng ta cúng dường, chúng ta giúp đỡ người khác bằng tiền thì chúng ta sẽ được tiền bạc trở lại. Nhưng mà nếu chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta tu bên đại bi, là chúng ta tại sao bên đại bi mà cũng có
mang chúng ta trí tuệ là bởi vì khi mà chúng ta bỏ tiền in kinh mà chúng ta phải quan trọng nữa là đừng có để tên mình, phải để là vô danh, thì như vậy không có cái ngã, không có cái tôi trong đó. Chứ còn nhiều người để in kinh mà để tên cả 10.000 đồng là một vị thương gia, thật là có lợi, tức là tiệm của họ quảng cáo, là họ muốn cho mọi người biết đến tiệm của họ, thành ra họ cho 10.000 đồng thì mọi người kêu ô cái ông này ông tâm ông từ bi quá, chúng ta nên đi ăn ở tiệm ông hay chúng ta mua đồ của tiệm ông, như vậy là ông ta có lợi. Thế người ta hiểu theo như vậy đâu phải là cái hạnh Bồ Đề Tâm. Cho nên trong các loại đó muốn tu trí tuệ đó thì phải thực hiện Bồ Đề Tâm bằng cách là bỏ tiền vô in kinh, bởi vì nhờ kinh điển hay là các con video như vậy thì các đại hữu mới phát DVD ra cho các người khác, thì các đại hữu mới thấy là tu Bồ Đề Tâm, là hạnh Bồ Đề Tâm thì sẽ đi đến trí tuệ bát nhã luôn. Do đó là các đại hữu thấy cái sự quan trọng phải bằng hành động chứ không phải là không. Đó. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là nếu mà bây giờ phần B của phần 2 là hãy cho biết là Bồ Đề Tâm thực hành như thế nào trong các kinh điển. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện về Ngài Vô Trước, tiếng Anh gọi là Asanga. Thì Asanga, thì các đạo hữu biết Ngài Asanga là Vô Trước, Ngài là gì? Ngài là một vị giảng sư, rất là nổi tiếng, một vị luận sư, các đạo hữu biết đó. Chúng ta có kinh, luật và luận. Thì Ngài giảng sư đó, Ngài là Asanga, Ngài sinh vào thế kỷ thứ 4 ở phía Bắc Ấn Độ. Ngài tu theo bên Nguyên Thủy, Nam Tông. Ngài là một vị tỳ kheo. Ngài của cái hệ phái gọi là nhất thiết hiếu bộ. Ngài nhất thiết hiếu bộ là bởi vì đó nhất thiết hiếu bộ tức là tiểu thừa. Ngài tu học Tam Tạng Kinh trong 5 năm liền. Tam Tạng Kinh là quý vị biết gì không? Kinh, luật và luận, tức là giới, định và tuệ. Thì Ngài tu học của bên kinh điển của bên Nguyên Thủy 5 năm liền, Ngài nắm vững hết tất cả kinh điển của Nguyên Thủy trong 5 năm thôi, đủ biết Ngài trí tuệ vô song. Mà Ngài vẫn không hiểu hết ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, Ngài không hiểu được, dù là Ngài đã thông thạo kinh điển như vậy được rồi. Sau đó Ngài gặp được một vị A-la-hán tên là Pindola. Vị này giải thích cho Ngài về Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà của tánh không của tiểu thừa, nhưng mà Ngài vẫn chưa hiểu trọn vẹn với cái lời giải thích này của vị A-la-hán đó. Cho nên Ngài quyết định, các điểm thấy không? Ngài quyết định nhập thất. Ngài chui vào một cái núi để Ngài nhập thất. Ngài chui vào một cái núi để Ngài nhập thất. Thành ra các điểm hữu thấy không? Ngài chui núi nhập thất. Thì Ngài ở trong núi, các điểm biết không? Ngài ở trong núi sau 4 năm, cái này quan trọng nữa này, khi tu hành, cái Bồ Đề Tâm á, là phát tâm lên muốn thành Phật để mà độ chúng sanh thành Phật như mình. Nhưng mà rất dễ thoái thất Bồ Đề Tâm ở trong cái con đường tu hành của chúng ta. Cái gương của Ngài Asanga rất là hay, là 4 năm đầu tiên Ngài nản quá, Ngài bỏ bước ra. Thì Ngài bước ra, Ngài nhìn thấy một cái hiện trạng, một cái người đang mài một cái viên đá. Thì Ngài hỏi cái người đó, thì người đó kêu là tôi đã mài viên đá này 5 năm nay rồi mà nó mới được có như vậy thôi. Thì tự nhiên Ngài thấy trời ơi, cái sự kiên trì của người như vậy. Cho nên Ngài xấu hổ, Ngài bước trở lại, Ngài tu học tiếp. Rồi đến năm thứ 8, Ngài cũng chán quá, vô trong 4 năm tiếp, nhập thất tiếp cũng không kết quả. Ngài lại bước ra, Ngài lại gặp một câu chuyện khác, một cái hình cảnh khác, để mà nói lên cái người đó cũng vẫn kiên trì. Thế là Ngài lại trở lại lần thứ nhì, tức đến năm thứ 8. Và đến lần thứ 3, là sau 12 năm nhập thất mà vẫn không đạt được một cái gì hết. Thì các đại hữu thấy như thế nào không? Nhập thất 12 năm, một học giả nổi tiếng như vậy đó, mà vẫn chưa chứng được bát nhã của ba la mật của bên đại thừa. Các đại hữu thấy nó khó như thế nào? Thì Ngài tự nhiên đến năm thứ 12, Ngài bước ra. Thì sau 12 năm tu tập thì Ngài bước ra, Ngài nhìn thấy một con chó. Ngài nhìn thấy một con chó. Thì con chó nó có đầy, nó bị đau ốm, nó sắp chết, mà nó đầy bọ, đầy bọ đang chui rúc vào cái vết thương của con chó. Thì Ngài đó, nếu mà Ngài dùng cái cây đó mà Ngài gỡ những con bọ ra đó,
thì có thể là ngài sẽ chết con bò ở trong trên người con chó vì nó mạnh tay quá để mà lấy là hết. Cho nên ngài đã bị tâm đại bi nổi lên. Các đại hữu biết ngài làm gì không? Tâm đại bi nổi lên, ngài dùng cái lưỡi của ngài, ngài liếm vào cái vết thương của con chó đang rỉ máu mà những con bò nó bao vây xung quanh. Ngài dùng cái lưỡi để mà ngài di chuyển những con bò ra khỏi con chó. Sau khi ngài làm đầy đủ như vậy xong thì các đại hữu biết chuyện gì không? Con chó nó hóa hiện ra thành ngài Di Lạc Bồ Tát. Ngài Di Lạc Bồ Tát là vì ngài Di Lạc Bồ Tát cũng tượng trưng cho tâm đại bi mà. Thì ngài Asanga cúi lại ngài Di Lạc Bồ Tát và nói là: thưa thầy, con vô nhập thất 12 năm nay là vì con muốn được tận mắt nhìn thấy ngài và con muốn học theo phương pháp đại bi, cái phương pháp tâm đại bi của ngài. Vì ngài Di Lạc Bồ Tát là rất giỏi về đại bi là một, và rất giỏi duy thức học là hai, là ngài Di Lạc Bồ Tát là rất giỏi về hai điều đó. Con muốn học về tâm đại bi và muốn học về duy thức học đối với ngài. Ngài Asanga nói như vậy đó với ngài Di Lạc. Thì ngài Di Lạc cười kêu là, ngài Di Lạc kêu là ta vẫn ở cạnh con 12 năm đó chứ, nhưng lý do tại sao con không thấy được ta là vì tâm thức của con chưa phát triển đến trình độ mà tâm đại bi như thế này. Ngày hôm nay sau 12 năm con đã đào luyện, con ngồi con, ta không biết con nhập thất như thế nào mà sau 12 năm tâm đại bi của con đã đầy đủ chứng tỏ bằng hành động. Do đó các đại hữu biết thế này thì ta mới hiện ra. Sau rồi thế là ngài được Asanga được dạy ngài về duy thức học, dạy về tâm đại bi. Mà các đại hữu biết thế này không, ở bên mật tông Tây Tạng á, ngài Atisha cũng có và ngài Shantideva cũng có, họ dạy cái phương pháp mà tu bồ đề tâm như thế nào, cái hạnh bồ đề tâm tôi nói các đại hữu luôn. Ở bên đó họ có ba phương pháp để mà tu bồ đề tâm là 7 point instruction, là 7 điều. Điều thứ nhất, nhưng mà chắc tôi sẽ đi vào chi tiết để tôi là kể lại chuyện của ngài vô trước với ngài Di Lạc không, thôi là tôi bị lạc đề. Thì ngài vô trước á, ngài Di Lạc mới nói bây giờ đã chứng minh cho con tại sao cái mắt của con không thể nhìn thấy ta được, bởi vì lúc đó tâm con chưa thanh tịnh, tâm con chưa phải là tâm Bồ Tát, cho nên con không thể nhìn thấy ta. Bây giờ ta chứng minh cho con, tất cả mọi người đều sẽ không thấy ta, bây giờ ta chứng minh cho con. Thế là ngài vô trước mang con chó lên trên người, ngài vô trước mang đi vô trong cái làng có rất đông quần chúng. Lạ lùng là ngài đi vô trong làng á, không ai thấy ngài mang, có một số người không có thấy được ngài mang con chó trên người. Chỉ có một bà già nói với ngài chứ: ông ơi, tại sao ông khiêng con chó trên người ông vậy? Tức là nguyên cái làng đó đa số đều không thấy cả con chó trên vai của ông ngài vô trước. Chỉ có một người thấy được con chó thôi, tức là trình độ cao hơn thấy được con chó, mà không ai thấy được đó là ngài Di Lạc đang ở trên vai của ngài vô trước. Thì tức là ngài Di Lạc muốn nói rằng là nhờ cái tâm đại bi mà mắt của chúng ta mới thanh tịnh như một mắt một vị Bồ Tát. Bởi vì chúng ta biết là có 5 loại mắt khác nhau, nếu mà các đứa để ý kỹ, là nhục nhãn là mắt thường chúng ta, thiên nhãn là nhìn thấy xa, rồi tới pháp nhãn ha, pháp nhãn là như thế nào, rồi huệ nhãn là cao hơn, rồi đến Phật nhãn. Thì Bồ Tát có huệ nhãn và pháp nhãn ha. Thì nhờ có huệ nhãn và pháp nhãn nên mới chúng ta mới có thể nhìn thấy Đức Phật hay Bồ Tát đang ở trong thế giới ta bà chúng ta có thể thấy được. Nếu mà chúng ta là một vị Bồ Tát, chúng ta có thể thấy được. Chẳng hạn như ngài Trí Giả Đại Sư, khi mà ngài vô được Pháp Hoa Tam Muội, ngài thấy cái pháp hội của Đức Phật. Đức Phật vẫn đang giảng kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Thiếu. Còn tôi đến núi Linh Thiếu, bao nhiêu người quý vị đến núi Linh Thiếu hiện tại Ấn Độ, quý vị có thấy đâu, quý vị thấy đất trống hết. Tôi không nhìn thấy Bồ Tát, tôi không thấy Phật. Dù đó là thật ra là tại vì bắt chúng ta chưa thanh tịnh, thật ra âm thanh của Đức Phật, âm thanh ngài giảng pháp vẫn còn tại đây, nhưng mà chúng ta chưa có thanh tịnh như vậy. Tại vì kinh Pháp Hoa có nói là nếu mà chúng ta tu tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta nghiền ngẫm mà hiểu được, chúng ta sẽ sáu căn thanh tịnh, chúng ta sẽ nhìn thấy được Đức Phật đang giảng pháp, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả chư Phật ở trong cõi Sa Bà này, chúng ta có thể nhìn thấy được điều đó. Kinh Pháp Hoa nói điều đó. Thì thành ra bây giờ đó là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy về cái chuyện Bồ Đề Tâm nó quan trọng thế nào. Bây giờ trở lại cái phương pháp của Tây Tạng, quý vị hỏi là bây giờ tôi muốn thực hành Bồ Đề Tâm thì làm sao? Thì quý vị đa số theo truyền thống Trung Hoa thì chúng ta tu lục độ ba la mật ha, rồi chúng ta tu phổ hiền hạnh nguyện. Thì quý vị hãy nghe kỹ lại cái phẩm phổ hiền hạnh nguyện của tôi. Đến ngày hôm nay, sáng hôm nay là cách đây 6 tháng tôi giảng đầu tiên là phẩm phổ hiền hạnh nguyện, là vì tôi theo bước chân của Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Đến nay là đến 580 người coi phẩm phổ hiền hạnh nguyện, là bởi vì có lẽ là bởi vì cái đó là cái mà được ngài Phổ Hiền Bồ Tát
hộ niệm cho nên mới được nhiều người coi như vậy. Mà cái thứ nhì được nhiều người coi đó là chỉ thua có 4 cái của bên kia, đó là bài pháp tứ dự đế, là cái phương pháp tu để thành A-la-hán, được 574 người coi cách đây 5 tháng. Thì tùy theo người quý vị, nếu các đạo hữu muốn thành A-la-hán thì các hữu coi tứ dự đế, các đạo hữu muốn thành Phật thì các đạo hữu phải nghe đi nghe lại phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Là bởi vì các đạo hữu nghe không thôi cái phẩm phổ hiền hạnh nguyện thì các đạo hữu được công đức vô lượng, không tưởng tượng được. Tôi nói các đạo hữu, cái phát bồ đề tâm đó hả, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói đó hả, cái công đức nó khủng khiếp. Các đạo hữu mà tôi sẽ đọc cho các đạo hữu nghe biết được cái công đức nó như thế nào của cái việc phát bồ đề tâm. Nhưng mà trước khi tôi đi vô vấn đề đó, tôi xin trở lại cái tu của bên mật tông là 7 điểm hay là 8 điểm, cái sông Kappa hợp lại thành 11 điểm. Là cái đầu tiên là phải nhận thức rằng là tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình hết. À, nếu mà chúng ta biết chúng sanh là mẹ mình rồi đó, thì chúng ta sẽ là mẹ mình, là bởi vì có thể kiếp trước là mẹ mình, đúng không? Thì bây giờ kiếp này có thể là kẻ thù của mình, cái đó không biết được, nhưng mà cái quan trọng đó chúng ta không phân biệt thù hoặc là người thương, chúng ta tập tâm bình đẳng. Rồi sau đó bước thứ hai là gọi là thương yêu người đó. Và bước cuối cùng rất là khó thế này của tu hạnh Bồ Đề Tâm 7 điểm là gì? Là chúng ta phải có một tinh thần trách nhiệm, là chúng ta phải cứu tất cả chúng sanh này để thành Phật. Đó là bước cuối cùng để mà tu hạnh Bồ Đề Tâm của bên Mật Tông. Đó là tôi chia sẻ với đại hữu. Thành ra Mật Tông Tây Tạng rất là cao, rất là hay. Họ có thể ngoài lục độ ba la mật ra, họ không tu, họ tu lục độ ba la mật, họ cũng tu thêm cái phương pháp riêng của họ để mà họ gọi tiếng Anh gọi là gì, là mind training, tức là huấn luyện về tâm, chuyển hóa tâm. Thành ra đó là cái điểm mà làm như vậy, là bởi vì Duy Thức Học cũng có nói, nếu mà chúng ta tu hàng ngày đó, chúng ta huân tập trùng tử thì nó trùng tử nó nhiều trong tạng thức, thì khi đầy đủ nó sẽ hiện ra những cái tướng. Thành ra đó là một cái phương pháp chuyển nghiệp của Duy Thức Học, cũng giống như là phương pháp làm của bên Mật Tông. Bây giờ tôi kể cái công đức của việc phát bồ đề tâm như thế nào cho các đại hữu thấy nó lớn như thế nào, là để các đại hữu biết là nó lớn như thế nào. À, đây nè, là bồ đề tâm kinh Hoa Nghiêm phẩm ly thế gian. Hồi nãy tôi chưa nói đến kinh Hoa Nghiêm phẩm ly thế gian, tại sao mà chúng ta có thể được khải tâm đại bi được, mà bồ đề tâm được? Đây là kinh Hoa Nghiêm phẩm ly thế gian nói như thế này: Đại Bồ Tát dùng 10 pháp quan sát chúng sanh mà khởi tâm đại bi, tức là bồ đề tâm, là bởi vì chúng sanh không có nương, không có chỗ nương, không có chỗ dựa. Chúng sanh thì tánh chẳng có điều thuận, chúng sanh nghèo không có căn lành, chúng sanh mãi mãi là si mê ngủ mê, chúng sanh làm pháp bất thiện nhiều quá, làm ác nhiều quá, cho nên chúng ta phải khởi tâm đại bi mà thương chúng sanh. Chúng sanh bị trói bởi dục, cõi này là cõi dục, tôi nói nãy là tài sắc danh thực thùy, chúng sanh chìm trong biển sanh tử, chúng sanh mãi mãi bệnh khổ, chúng sanh không muốn pháp lành, chúng sanh mất những Phật pháp. Và bây giờ tại sao có nhân duyên phát Bồ Đề Tâm? Đại Bồ Tát có 10 nhân duyên phát Bồ Đề Tâm. Thứ nhất, vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thứ hai, vì ban cho tất cả chúng sanh đầy đủ sự an lạc. Thứ ba, vì dứt sự ngu di của tất cả chúng sanh. Thứ bốn, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Thứ năm, vì thuận theo Phật giáo cho chư Phật được hoan hỷ. Thứ sáu, vì thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật. Thứ tám, vì nhập trí huệ quang của chư Phật. Và thứ mười là vì hiển hiện lực vô úy của tất cả Phật. Ghê chưa? Bây giờ cũng lại kinh Hoa Nghiêm nữa. Phẩm mà sơ phát tâm công đức là sao? Sơ phát tâm tức là mới phát Bồ Đề Tâm thôi. Chẳng hạn như quý vị phát câu là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Quý vị phải đọc cái đó 3 lần và mỗi ngày buổi sáng. Nếu mà các đạo hữu nhớ được thì rất là tốt. Đó gọi là sơ phát tâm đó. Đây là tại sao khi phát tâm như vậy, quý vị được công đức như thế nào? Tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm sơ phát tâm công đức. Do phát tâm sẽ thường được tất cả tam thế chư Phật ức niệm, sẽ được vô thượng bồ đề, liền được tất cả tam thế chư Phật ban diệu pháp, được trọn vẹn trí huệ thuyết pháp của tất cả tam thế chư Phật. Tại sao vậy? Vì phát tâm như trên đây sẽ được thành Phật. Nên biết người này bình đẳng với công đức của chư Phật,
được trí huệ chân thật, một thân cùng vô lượng thân rốt ráo bình đẳng của chư Phật. Lúc vừa phát tâm, liền có thể thuyết pháp giáo hóa điều phục chúng sanh trong tất cả thế giới, liền có thể được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, trí huệ Phật, nhờ các việc phát Bồ Đề Tâm, là phát nguyện mỗi ngày mỗi buổi sáng. Ở đó các điều thấy là ghê như vậy không? Tôi không ngờ là Kinh Hoa Nghiêm mà nói hay đến mức độ như vậy. Đó. Thì mà cái công đức thắng diệu khác mà hồi nãy tôi nói với các đại hữu mà Kinh Hoa Nghiêm mà Phẩm Tịnh Hạnh như là nói thế này, là như các vị tăng chúng tôi thì nó tục là cạo bỏ cái râu tóc khi mà cạo đầu á, thì nguyện nên nguyện chúng sanh lìa hận phiền não, rốt ráo tịch diệt. Thấy chưa? Nếu mà mỗi ngày chúng tôi mà dùng tâm mà phát nguyện như vậy đó, thời được tất cả công đức thắng diệu. Đây là Phẩm Tịnh Hạnh nói như vậy. Thành ra ở trong Kinh Hoa Nghiêm có hai phẩm quan trọng nhất là Phẩm Tịnh Hạnh, là có đến mấy chục trăm bài kệ mà để các đại hữu phải phát nguyện mỗi ngày từ sáng đến tối, đủ loại sinh hoạt. Các đại hữu muốn tu khỏi cần phải xuất gia cạo đầu như tôi, các đại hữu mở cái Phẩm Tịnh Hạnh ra của Kinh Hoa Nghiêm, các đại hữu treo lên trên tường, các đại hữu đi rửa tay, các đại hữu đọc theo cái câu đó, và các đại hữu rửa tắm, tắm rửa cũng đọc tụng trong đó, các đại hữu làm cái gì cũng được từ sáng đến tối 18 tiếng. Nó có hết từng hành động một cái như vậy, từng cái ngày đào luyện cái tâm mình như vậy, tâm đạt bi suốt ngày suốt đêm. Thành ra đó là cái phẩm quan trọng nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà vì chúng ta không biết đến, mà chúng ta chỉ biết đến Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cái lễ kính chư Phật thôi. Bây giờ tôi nói đến cái, chúng ta nói đến phẩm Phổ Hiền Nguyện, lễ kính chư Phật là như thế nào, các đại hữu sẽ biết thế này. Tôi đưa một thí dụ về cái người đã thực hành được cái lễ kính chư Phật như thế này ở vùng Nam Cali này, đó là bác Chí Phúc. Tôi có nói chuyện cái bác Chí Phúc là lễ kính chư Phật là như thế này. Bác dựa theo cái hạnh Bồ Đề Tâm của bác, là không biết tại sao bác dựa theo kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khi Bồ Tát. Ngài Thường Bất Khi Bồ Tát là một, trước đó là thân của gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thường Bất Khi Bồ Tát, ngài đi đến đâu ngài một vị tăng mà ngài cũng cúi lạy các cư sĩ hết. Ngài nói tôi không dám khinh quý ngài, bởi vì quý ngài sẽ thành Phật nếu mà quý ngài tu lục độ bà la mật. Ngài nói như vậy thì bị người ta ném đá, và ngài vẫn cúi lạy như vậy. Các hiểu biết gì không? Khi ngài chết, ngài ra đi, ngài Thường Bất Khi Bồ Tát, khi ngài ra đi thì ngài thấy, ngài nghe được tất cả các bài pháp của tất cả chư Phật ở trên trời, không tưởng tượng được. Mà ngài được cả bao nhiêu chư Phật mười phương rơ tay giơ đầu ngài chỉ vì ngài thực hiện có một cái hạnh đó thôi, là lễ kính chư Phật. Tức là coi mỗi chúng sanh là một vị Phật tương lai. Chúng ta không làm được như vậy. Có ai trong quý vị mà lại được người khác, hay là sao bị kêu là một thằng điên, không có làm vậy được. Đó là ngài, có một anh một tên là ông Chí Phúc cũng làm được ở đây. Thì các đại hữu thấy chuyện đó không? Thành ra cái chìa khóa bật lên cái đèn nguyên cả căn phòng để mà có được cái giác ngộ tức thời ngay của ngài Huệ Năng làm không được. Cái anh chàng mà tu theo lục tổ Huệ Năng á, tôi nói anh ta đó là chìa khóa để mà cho anh bật lên cái đèn là anh sáng ngay như lục tổ Huệ Năng, làm thử cho tôi, anh đi lại mỗi người coi, anh ta kêu tôi làm được. Như vậy cái việc dễ nhất mà làm không được, các đứa biết tại sao làm không được không? Là vì còn cái ngã, chúng ta nghĩ chúng ta ngon hơn người khác, cho nên chúng ta không thể lại người kia được. Chúng ta chưa có nghĩ đó là một vị Phật bình đẳng của chúng ta. Chúng ta nghĩ là chúng ta là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư, không thể đi lại người bần khổ nông được. Đó là cái điểm chúng ta thua rồi. Chúng ta tu bao nhiêu lâu, có đọc sách kinh điển bao nhiêu mà vẫn bằng tiến sĩ, bác sĩ, là chúng ta sẽ không bao giờ tiến được một bước nào trên con đường Phật. Đừng mất công đọc sách cả mấy trăm quyển vô ích đối với tôi. Tôi nói thiệt, tôi có một người em, các đứa biết không, nó rất là giỏi. Nó đại học Stanford ra, mà các đứa biết là sao không? Nó nói với tôi hả? Nó đi mà học mấy thầy bên tiểu thừa đó hả? Nó cũng lạy xuống sát đất, lạy mấy thầy tiểu thừa như thường. Chứ còn tôi để ý, tôi quen hai người bác sĩ Việt Nam ở đây. Tôi nhìn thấy cái bà bác sĩ, bà đi bà gặp một ông thầy Tây Tạng, được cái Phật dược sư đó. Chính tôi lạy sát đất, và 70 người cũng lạy sát đất vị thầy đó. Bà ta không hề lạy vị thầy đó. Thì tôi thấy thua rồi, tôi thấy vô ích. Không có biết có nên dạy cái cô này là cái gì nữa, vô ích. Tôi nói thiệt với đạo hiểu điều đó. Rồi tôi hỏi một cái cô bác sĩ ở khác, ở tiểu bang khác. Cô ta kêu không bao giờ cô ta lại bất cứ vị sư nào hết, mà mỗi ngày cô ta tụng kinh Pháp Hoa một tiếng đồng hồ lúc 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Thì các đều thấy tụng làm cái gì cho nó vô ích, 4 giờ sáng thức dậy sớm để mà tụng kinh Pháp Hoa 5 đến 5 giờ mà gặp bất cứ vị sư không lại. Tôi kêu thế nào cũng có một vị đại lão hòa thượng, cũng có một vị chân tu chứ, xong đấy cả đời cô 20-30 năm nay mà cô chưa lại bất cứ vị nào, kêu không lại, tôi không lại. Thì các đều thấy như thế nào? Tôi muốn thực tế để các đều thấy nó như thế nào, rất là khó đối với là độ chúng sanh. Đồ học họ bác sĩ ở Việt Nam qua Mỹ tốt nghiệp kỹ sư mà không làm nổi chuyện như vậy. Rồi bây giờ kêu chán, không muốn học nữa. Mượn cớ là ai cũng phạm giới hết, cho nên khỏi có về cõi nào, không có giải thoát khỏi sinh tử, không học nữa. Các đứa thấy
như vậy đó, là những cái chuyện như vậy tôi thấy. Cho nên đối với tôi đó, từ ngày tôi quen mấy vị bác sĩ xong, tôi thấy tôi họ còn tệ hơn những vị người bình thường, những cái vị bà cụ lão bình thường đó. Tôi nói một câu đi niệm Phật đi, họ niệm Phật liền. Còn đây mấy người này á, họ bị sở chi chướng, ngoài cái phiền não chướng ra là tham sân si vô minh, họ còn bị sở chi chướng nghĩ là mình ngon, cho nên họ không thể nào mà họ tu được, không thể nào mà dạy họ được. Tại vì Đức Phật có nói thế này, Đức Phật có nói thế này về câu chuyện. Đức Phật là một đấng toàn năng, các đại hữu biết là một lời nói của ngài là chứa cái lực để mà khai thông, khai tâm chúng ta được. Thế mà các đại hữu biết câu chuyện thế này không? Đức Phật nói thế này là Đức Phật gặp một người cưỡi ngựa nổi tiếng nhất của cái xứ Ấn Độ. Thì Đức Phật mới gặp, Đức Phật nói là tôi nghe đồn rằng là anh là người trị được bất cứ con ngựa nào, anh cũng trị được, biến thành con ngựa xuất sắc nhất, anh huấn luyện ngựa giỏi. Thì xin anh cho tôi biết phương pháp. Thì cái người huấn luyện ngựa mới nói, tôi cũng nghe đồn về ngài là một vị số 1, huấn luyện mọi người trở thành A-la-hán, Bồ-tát, Phật là số 1, không ai hay hơn ngài. Ngài là một vị đạo sư giỏi nhất của xứ Ấn Độ này. Thì chốc nữa ngài chỉ cho tôi cái phương pháp đó luôn. Thì Phật kêu, thôi được rồi, anh nói trước đi là tôi sẽ nói phương pháp của tôi. Thì cái người huấn luyện ngựa mới nói thế này, đối với những con ngựa mà tôi vỗ về nó, mà nó hiền lành, nó biết nghe lời tôi, thì tôi mỗi lần mà nó nghe tôi, tôi cho nó đồ ăn ngon, là tôi tưởng thưởng nó, tôi dùng cái ân của tôi để mà tôi tưởng thưởng nó. Thì nó kế tiếp nó cứ làm theo hành động tôi, thì một ngày nó sẽ thành con ngựa giỏi nhất. Tôi dạy nó cứ mỗi một lần vậy đó, thì đó là ân, tôi dùng lời dịu ngọt để nói. Nhưng mà đối với con ngựa mà gọi là bất trị, không trị nổi vì nó ngang ngược, thành ra tôi dùng roi tôi đánh con ngựa đó, tức là tôi dùng cái uy. Thì sau khi tôi đánh nó đau quá, thì bắt đầu nó không dám làm những hành động mà bậy bạ nữa. Thì nó bắt đầu nó mới chịu theo vào khuôn phép của tôi. Thì tôi dùng cái uy, tức là tôi dùng ân và tôi dùng uy, đó là hai phương pháp, dùng lời dịu ngọt hay là dùng lời mắng chửi. Mà các đại hữu thấy là câu tục ngữ Việt Nam là thương thì cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi, là các đại hữu thấy thế này không? Đó, bởi vì không thể chúng ta ca tụng người kia, ca tụng hoài á. Những đứa con mà nó lớn lên như vậy, nó ra đời nó gặp khó khăn chắc trở, nó được quen bố mẹ nuôi chiều từ nhỏ, ra ngoài đời nó không thể chịu được những cái cảnh mà xung đột đụng chạm với những người khác, là vì con một nó như vậy. Thì các đại hữu thấy không? Bây giờ trở lại là ân với uy. Người huấn luyện ngựa nói là có những con ngựa tôi dùng cả lời nói ngọt là cái ân, tôi dùng cả roi ngọt là uy, mà cũng vẫn không dạy được nó. Thì sau một thời gian tôi đâm nó chết ngay tại chỗ, con ngựa đó. Tại sao? Đức Phật kêu trời ơi, sao người ác quá vậy, người sát sanh. Thì cái anh chàng này nói là tôi phải làm như thế là bởi vì tôi không muốn bị mang tiếng là một người huấn luyện ngựa mà thất bại. Cho nên không ai biết chuyện tôi cũng có thất bại với những con ngựa, chứ nhưng mà tôi không nói cho ai biết chuyện đó. Thành ra tôi chỉ có nổi tiếng là người huấn luyện được ngựa thôi, mà không ai biết là tôi cũng thất bại với những con ngựa. Thì đó là chuyện của tôi. Bây giờ xin ngài nói về cái việc mà ngài thuyết pháp, ngài giáo huấn được về quần chúng trong bao nhiêu năm nay. Thì Đức Phật cười, Đức Phật nói là ta cũng giống như người thôi, là ta cũng dùng, ta khuyên chúng sanh làm những việc thiện. Mà các đại hữu biết là ngay cả cái cực lạc cũng là một cái cảnh để mà dụ mọi người nhìn thấy trời ơi cảnh đẹp quá, trời ơi là trời, mọi người về đó thân đẹp như là Đức Phật 32 tướng tốt, rồi khỏi cần lo vấn đề ăn uống, khỏi cần phải đi làm 8 tiếng ông hoặc là overtime ở dưới này, sướng không, chỉ ngồi suốt ngày tu, đi tụng kinh, đi kinh hành, rồi tu hành với các vị Phật, suối chảy nước reo, cảnh đẹp vô cùng. Chứ còn đây sống ở đây nhiều khi khổ, sống ở trong cái khu nghèo khổ. Thì Đức Phật đưa ra một cái cảnh, Đức Phật A Di Đà đưa ra một cái cảnh như vậy đó, là để cho cái gì, con người đó là sợ nhất là khổ, mà thích đau khổ, mà gọi là không thích đau khổ, mà thích hạnh phúc, thích những cái gì đẹp. Thành ra Đức Phật A Di Đà là một phương pháp để mà cho những người đó thích như vậy, là đưa cái ân. Rồi còn cái uy là như thế nào? Uy là Đức Phật đưa ra những kinh như là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là cái uy của Đức Phật đưa ra những cái cảnh địa ngục khủng khiếp, ghê sợ, ai coi cái kinh Địa Tạng xong là sợ hết hồn luôn. Do đó, kinh Địa Tạng hoặc là kinh Lăng Nghiêm cũng nói về 50 ấm ngũ ấm ma, khiến cho chúng sanh đọc kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, quý vị sợ quá không dám thực hiện những cái ác nữa, bởi vì thấy nó ghê quá. Còn kinh Hoa Nghiêm hoặc là kinh A Di Đà là những cái kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm đưa những cảnh thần diệu của cảnh của Đức Phật, hoặc là kinh A Di Đà là kinh cảnh thần diệu của Đức Phật, là để cho hướng cho mọi người là cái uy. Thành ra Đức Phật mới nói câu là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy. Tại sao bốn câu đó là bí quyết của Đức Phật?
mà sáng nay tự nhiên trong lúc đang vừa mới nói chuyện với các đạo hữu đang bây giờ, tự nhiên tôi khám phá thêm được cái ẩn ý khác của Đức Phật là ân uy. Đó, các đạo hữu thấy không? Ân và uy, chớ làm cái điều ác hay làm cái điều lành, tức là ân và uy của Đức Phật. Đó là tại sao nắm trọn được cái ý nghĩa của Đức Phật ở trong cái bốn câu kinh Pháp Cú. Thầy đã thấy là khi mà chúng ta trao đổi với nhau về Phật pháp, chính tôi trong lúc đang trao đổi, tôi là học thêm một cái nghĩa mới của Đức Phật. Đó cái điểm đó là không, đó là cái điều như vậy. Thì bây giờ Đức Phật nói thế này, có những người Đức Phật cũng không thể mà giảng được ân và uy, tức là làm sao làm vẫn không giảng được, thì Đức Phật giết chết người đó. Thì anh chàng này mới kêu trời ơi, Đức Phật là đại bi mà tại sao Đức Phật lại nói là giết chết người đó? Thì Đức Phật mới nói là ta đó, ta giết chết người đó là vì tại sao? Ta không có, ta không dạy được một chúng sanh đó. Ta là Phật mà còn không dạy nổi chúng sanh đó, không điều phục nổi chúng sanh đó. Mà quý vị nhớ Đức Phật là một trong 10 danh hiệu có cái là điều phục, tức là số 1 về điều phục chúng sanh. Mà Ngài kêu Ngài không điều phục nổi chúng sanh. Thì ta bảo tất cả các đệ tử tỳ kheo của ta là không có dạy người đó về giáo pháp nữa. Ghê không? Không dạy người đó về giáo pháp nữa. Thì các đại hữu biết thế này là khi nếu mà người đó mà không được gần pháp của ta thì người đó sẽ bị vô minh trong vô lượng vô số kiếp, coi như là bị mất pháp thân rồi. Thì ta mới nói là chết, là muốn nói đến cái chết của pháp thân, chứ ta không phải ta nói cái gì hết, muốn nói là chết của pháp thân, là điều đó. Thì các đại hữu thấy không? Thì với những cái điều như vậy, bây giờ khi xong cái điểm đó, tôi muốn nói về cái điểm này, quay lại một chút về cái mà của Mật Tông Tây Tạng, mà trong một cái quyển Bồ Tát Hạnh, Ngài nói thế nào về tâm đại bi. Mật Tông Tây Tạng quyển Bồ Tát Hạnh, Ngài Santideva nói trong quyển Bồ Tát Hạnh mà chương về trí tuệ như thế này: không có cái ta cũng có thể phát triển được tâm từ bi Bồ Đề hay không? Hỏi: nếu chúng sanh mà là huyễn, là không thực, vậy thì mình từ bi, mình xót thương ai đây? Trung Quán Luận trả lời bằng những câu kệ sau đây: đó là những chúng sanh được nêu từ mê lầm của chân lý thế gian, tuy chúng không có thật, song là đối tượng tốt của tu tập để đạt quả Bồ Tát. Hỏi: nếu chúng sanh không thật, vậy thì ai là người theo đuổi mục đích ấy? Trung Quán Luận trả lời: đây là trả lời theo chân lý tuyệt đối. Tôi nói nãy rồi, chân đế, tục đế, đây là chân đế, tức là chân lý tuyệt đối. Thực không có chúng sanh, tất cả mọi nỗ lực đều dựa trên si mê. Đó là trả lời theo chân lý tuyệt đối, cái câu trả lời. Và đây là câu trả lời theo chân lý tương đối của Trung Quán Luận của bên mật, của Mật Tông Tây Tạng: ta không nên khước từ sự mê mục đích ấy, tức tu hạnh Bồ Tát, vì muốn dứt khổ đau. Các đạo hữu thấy ghê không? Thành ra đó, các đạo hữu là thấy rằng là bây giờ trở lại kỹ lưỡng, trích từ kinh Đà Hoàn để các đạo hữu thấy. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hồi Hành Nguyện có nói như thế này: hằng thuận lợi chúng sanh là như vậy, vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể, nhân nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân nơi lòng đại bi mà cứu độ chúng sanh. Nhờ cứu độ chúng sanh thì mới thành Phật. Thì các đại hữu thấy là trong một tiếng rưỡi đồng hồ qua, tôi đã đưa tất cả những kinh điển, nhất là kinh Hoa Nghiêm, là kinh gọi là được coi là một kinh tối cao cấp nhất của bên Phật, mà được gọi là các vị đại Bồ Tát mới hiểu, tức là Bồ Tát thứ 41 trở lên mới hiểu nổi được kinh Hoa Nghiêm mà thôi. Thì các đạo hữu biết đó là Bồ Tát Long Thọ được bên Phật giáo coi là một vị Bồ Tát sơ địa, tức là từ thứ 41. Thì kinh Hoa Nghiêm nó khó hiểu, rất là khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả kinh Pháp Hoa nữa. Thì các đại hữu thấy là kinh Hoa Nghiêm là cái kinh đầu tiên mà Đức Phật khi thành đạo, ngài rồi người ngồi ngài sau khi ngài giảng 21 ngày xong, ngài thấy A La Hán còn không hiểu nổi, thì ngài mới nói câu này là ta không muốn giảng giáo pháp nữa, bởi vì cái vi diệu của đạo Phật
nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm này. Cái mà ta chứng được, lạ thay, ta và chúng sanh đều là một. Ta thành Phật được mà chúng sanh không thể thành Phật được là vì có vọng tưởng, chấp trước và phân biệt. Tức là thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8 theo duy thức học. Ngài nói như vậy, cho nên Ngài không muốn giảng pháp của Ngài để mà thành Phật. Thì ngay lúc đó, chư Phật mười phương và chư thiên mười phương biết được chuyện này, đã vội vã đến quỳ lại Ngài và nói là xin Ngài nên bắt chước chư Phật mười phương để mà biến nhất thừa, tức là cái phương pháp duy nhất để thành Phật này, thành ra tam thừa, tức là thanh văn, duyên giác và Phật. Thì đó là phương pháp Ngài phải dùng phương tiện thiện xảo Ngài đưa cho họ. Thì Đức Phật nghe xong, Đức Phật Ngài mới vui vẻ và Ngài mới bắt đầu đi bộ đến vườn Lộc Uyển để mà Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì giờ đây các đại hữu mới thấy là cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là cái phẩm đầu tiên của băng video mà tôi nói đến, là bởi vì đối với tôi, khi mà các đạo hữu có thuộc lầu lầu cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nhưng mà các đạo hữu không có thực hành cái lễ kính chư Phật như là cái vị vừa rồi, tôi nói thật với các đạo hữu luôn là đối với tôi ấy, là sau khi tôi nghe được cái vị đó nói cái câu là lễ kính chư Phật là bằng cái phương pháp như vậy, thì tôi nghĩ đến một cái thí dụ khác là cái anh chàng mà bên thiền bên Ai Hoa nói với tôi thế này, là anh ta ví dụ như cái con đường giác ngộ thành Phật như thế này, là như một cái mương, đường mương. Chúng ta nhảy, nếu mà chúng ta có can đảm, chúng ta nhảy qua được cái mương đó, bên thiền đó, họ nói là bên thiền mà của tổ sư thiền đó, chúng ta can đảm nhảy qua cái mương đó, mà nếu chúng ta không rớt xuống mương chúng ta chết, thì chúng ta giác ngộ. Thấy không? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là anh ta nói là bởi vì chúng ta không có can đảm nhảy qua như vậy, cho nên chúng ta cứ đi vòng vòng để kiếm cái đường nào mà nó quanh co phía cuối cái đường mương đó, chúng ta mới bước đầu bước qua bên kia mương là chúng ta giác. Thành ra chúng ta tu nào là sám hối, lạy Phật, tụng kinh, đủ thứ hết, học lý thuyết, nhiều khi nó mất cả mấy chục năm mới xong, mới bước qua được bên cái bờ bên kia. Nếu mà chúng ta can đảm, chúng ta nhảy một cái là qua được cái mương liền. Nhưng mà tôi đặt lại câu hỏi với anh ta thế này: cái mương đó là cái mương một thước, hai thước, ba thước, bốn thước, năm thước, sáu thước, bảy thước. Các đại hữu biết rằng là ngay cả bây giờ Olympic mà các đại hữu coi, những cái vị lực sĩ họ cầm một cái cây, họ không cầm cái cây mà họ chạy thật là nhanh, thật là nhanh, cái mà họ nhảy xa mà các đứa biết là bao nhiêu không? Tôi không biết là bao nhiêu, hình như được 3-4 thước hay 5 thước là cao à. Tôi nghĩ ở Olympic cái kỷ lục thế giới 4-5 thước là cao, nhảy từ chỗ đó mà cái chân mình đến cái chỗ được 4-5 thước xa như vậy. Thì nhớ, nếu mà nói như cái mương một thước hai thước thì là A La Hán, thì giả dụ vậy đi, thì chúng ta nhảy cái bụp một cái là chúng ta qua được A La Hán, nhưng mà đối với thành A La Hán rất là khó, không phải dễ đâu, tôi nói thiệt đó. Rồi bây giờ cái mương Bồ Tát nó 7-8 thước, làm sao anh nhảy qua để trở thành Bồ Tát được? Rồi cái mương Đức Phật 50 thước, 100 thước, anh là người thường làm sao anh nhảy bịch qua được cái mương đó được? Anh sẽ chết ngay tại chỗ, anh rớt xuống cái mương anh chết ngay tại chỗ. Cho nên với thí dụ cái mương cũng giống như một cái kinh nghiệm mà về tu hành như thế này, là núi Mount, núi Everest nó có đến cả mấy bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu người đạt được núi nào leo lên được núi Mount Everest, nhưng mà nếu chúng ta không khởi hành, chúng ta đi vòng vòng để chúng ta lên được đến núi Mount Everest, thấy không? Chúng ta trèo lên thì trên con đường tu thế nào chúng ta cũng thoái thác Bồ Đề Tâm. Chúng ta thoái thác Bồ Đề Tâm là bởi vì chúng ta ngày xưa chúng ta gần thiện tri thức, bây giờ chúng ta không còn gần thiện tri thức nữa. Cho nên thiện tri thức là cái một trong cái bốn cái quan trọng vô cùng. Thì chúng ta bắt đầu thoái thác Bồ Đề Tâm thì chúng ta bắt đầu không có tu nữa, hoặc là tu nhiều, bây giờ chúng ta tu ít. Thì các đứa biết chuyện gì không? Chúng ta leo lên được núi như vậy và chúng ta bắt đầu tu ít thì chúng ta sao? Chúng ta bắt đầu rớt xuống một chút, đúng không? Rớt xuống một chút xong rồi thì các đạo hữu bắt đầu rớt xuống một chút, thì các đạo hữu lại lên nữa. Thì các đạo hữu thấy là cái điều nó không quan trọng. Trong cái con đường tu thế nào cũng có lúc thối thất và thế nào lúc nào cũng chúng ta cũng ngã xuống, nhưng mà chúng ta lại đứng dậy, chúng ta lại phát Bồ Đề Tâm lại. Đang bị thối thất chúng ta phát lại Bồ Đề Tâm và chúng ta lại đi lên núi lần nữa. Thì sau vài chục năm, cái kinh nghiệm của các vị thiền sư, tôi coi những cái gương của các vị, không có vị nào mà không mất bỏ ra vài chục năm trên con đường học lý thuyết, nhập thất, gặp những thiện tri thức, đi tìm các vị thầy giỏi, rồi có cơ hội gặp được như vậy thì bắt đầu mới giỏi lên được, thì bắt đầu mới bước qua để nó trở thành giác ngộ. Thì tất cả những điều đó thì là hôm nay là cái loạt bài đầu tiên của Phát Bồ Đề Tâm. Loạt bài kế tiếp sẽ nói, lần tới là sẽ nói về tánh không, tự tánh của Bát Nhã.
Trước khi chấm dứt, tôi xin được nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều khi xả bỏ báo thân này đều sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và sự nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình cô quay video cũng như gia đình của cái nhà của đạo hữu này, và cầu mong cho gia đình các đạo hữu đó thân tâm được an lạc, phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, viên thành Phật quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy.